Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, chuyện cân vớt. Chương 1151, chuyển vận toàn bộ dựa vào giống. A, à, Hổ Bắc Đông tiểu đạo hữu, người hộ thể công đức chi lực là một tháng trước vừa ngưng tụ thành hình. Chất lượng này không tệ, Cật Qua Thánh Quân lên tiếng khích lệ nói. Thánh kỵ sĩ, Hổ Bắc Đông, nghe vậy, lập tức khóc choáng tại nhà vệ sinh, Cật Qua tiền bối ngài cũng không có giáng lâm đến ta công đức chi quang bên trong. A, à, Cật Qua Thánh Quân kỳ quái, hỏi ngược lại, ta không có phụ thân đến ngươi công đức chi quang. Vậy ta là thế nào thành hình? Đây cũng là chúng ta muốn biết sự tình a. Hổ Bắc Đông trong lòng khóc ròng nói. Chỉ là này lúc, Cật Qua Thánh Quân không có thời gian truy đến cùng vấn đề này. Hắn thông qua bí pháp, vượt không ở giữa giáng lâm, không có nhiều thời gian có thể dùng để lãng phí. Dù sao bí pháp thành công đến mức là nhập thân vào ai công đức chi quang bên trên, đều như thế. Chỉ cần bí pháp có thể sử dụng là được. Thừa dịp bí pháp còn không có mất đi hiệu lực, hắn cần dành thời gian hoàn thành cùng bí đao thánh quân ở giữa ước định. Cật Qua Huyền Thánh đối mặt bí đao thánh quân, chậm rãi nói, bí đao, không nghĩ tới ngươi cũng rốt cục bước ra một bước này. Nói thật, nhìn thấy ngươi rốt cục nhân tiền hiển thánh một khắc, ta rất vui mừng. Tạ ơn Cật Qua tiền bối, ta có thể kiên trì đến bây giờ, may mắn mà có ngài ngay lúc đó dạy bảo. Bí đao thánh quân một mặt nghiêm túc trả lời, Cật Qua thánh quân tại trong lòng của hắn chiếm cứ lấy địa vị rất trọng yếu. Bất kể như thế nào hôm nay, liền để ta đến nghiệm chứng một chút người phòng ngự chi đạo. Cật Qua thánh quân ôn hòa cười nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn thật sự có chút hâm mộ bí đao thánh quân cái này hậu bối, cái này ra hỏa tại phòng ngự chi đạo thượng rất cố chấp, thậm chí có chút tẩu hỏa nhập ma ảo giác. Nhưng là, như thế nào đi nữa, bí đao giữ vững được chính hắn đạo, hơn nữa còn kiên trì tới nhân tiền hiển thánh thời khắc. Mà chính hắn đường lại phảng phất đoạn tuyệt, cảm giác mình đã cả đời vô vọng tiến thêm một bước. Tóm lại, hôm nay liền để hắn hảo hảo nghiệm chứng một chút bí đao phòng ngự chi đạo, đây cũng là hắn cuối cùng có thể trợ giúp bí đao địa phương. Cật Qua Huyền Thánh một tay cầm phất trần, một tay nắm lấy đoạn kiếm, chậm rãi nâng lên, mũi kiếm nhắm ngay bí đao. Bởi vì cũng có trước, bá tống Huyền Thánh versus bí đao thánh quân, kinh nghiệm chiến đấu, các phóng viên nhanh chóng lui lại, thối lui đến an toàn vị trí. Sau đó một lần nữa triển khai quay chụp thiết bị, bắt đầu thu đêm nay trận thứ hai huyền thánh cuộc chiến. Đồng thời, tu sĩ Nhật Báo, Thần Cương tu sĩ Điện Đài chờ mấy nhà phóng viên vắt hết óc, đem Cật Qua Huyền Thánh, cùng bọn hắn trong trí nhớ, huyền thánh, tình báo tiến hành đối ứng. Nhưng mà, bọn hắn coi như đem ngàn năm trước huyền thánh, từng cái cùng Cật Qua Huyền Thánh so sánh, nhưng như cũng không cách nào xác định thân phận của đối phương không có một cái nào. Huyền Thánh, bộ dáng cùng tạo hình, có thể cùng Cật Qua Huyền Thánh phù hợp. Cật Qua Huyền Thánh thật sự như, bí đao thánh quân, nói tới, là 1.300 năm trước thành đạo Huyền Thánh sao? Không phải là bí đao thánh quân nhớ lầm đi. Chuẩn bị xong chưa? Cật Qua tiền bối thản nhiên nói, giữa thiên địa có vô số kim sắc quang mang, hướng mũi kiếm của hắn ngưng tụ. Chuẩn bị thỏa đáng, mời Cật Qua tiền bối chỉ giáo. Bí đao thánh quân trầm giọng nói. Hắn lần nữa thành lập hắn phòng ngự hệ thống. Khải ý cộng bản mệnh pháp khí cự thuẫn cộng phương pháp tây thánh quang hệ pháp thuật phụ trợ cộng thánh kỵ sĩ quang hoàn cộng đạo gia kim cương thân bí pháp cộng bản thân công pháp kèm theo minh văn sức chống cự. Đồng thời tại những này mặt ngoài phòng ngự ngọn nguồn chỗ, còn ẩn giấu đi bí đao thánh quân phòng ngự mạnh nhất phòng ngự tuyệt đối chi sắt thép thành lũy. Đối mặt bản thân ngưỡng mộ tiền bối, bí đao thánh quân vừa lên đến liền trực tiếp mở ra phòng ngự mạnh nhất hình thức. Sau một khắc, Cật Qua tiền bối xuất thủ. Cật Qua tiền bối một tay phất trần, một tay đoản kiếm, tất cả mọi người vô ý thức cho là hắn là một cái kiếm thuật cao thủ, hoặc là sử dụng phất trần đại năng. Nhưng là Cật Qua vừa ra tay lúc, lại là dựa vào giống to. Giống ô, như sấm nổ tiếng vang, từ Cật Qua tiền bối trong miệng phát ra, dọa tất cả phóng viên nhảy một cái. Đang gầm rú đồng thời, đoản kiếm trong tay của hắn thượng bộc phát ra một đoàn kim sắc sóng xung kích. Đoàn kiếm phảng phất như là cự pháo khai hỏa. Âm âm, kim sắc sóng xung kích, thẳng tắp vào tới bí đao thánh quân. Hát, bí đao thánh quân đồng dạng quát khẽ một tiếng, dựng thẳng tốt tấm chắn, trên người đại biểu cho phòng ngự pháp thuật, thánh quang, bí pháp toàn bộ sáng lên. Một người kết giới, trận pháp, quang hoàn từ trên người hắn hiển hiện. Sóng xung kích đụng phải bí đao thánh quân phòng ngự, cả hai giằng co. Hống 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 ô ô ô, Cật Qua tiền bối tiếng kêu càng thêm hung mãnh lên. Đang gầm rú thời điểm,
hắn trên đoạn kiếm sóng xung kích biến càng ngày càng mạnh. Tiếng giống càng lớn, công kích liền càng mạnh. Hát, bí đao thánh quân không cam lòng yếu thế, lớn tiếng gào thét, duy trì bản thân bền chắc không thể phá được phòng ngự. Cho dù ở sóng xung kích va chạm dưới, thân thể của hắn bị cưỡng ép hướng về sau thôi động, nhưng hắn vẫn như cũ một mực duy trì lấy không phá phòng ngự. Sau đó chiến đấu hình ảnh chính là như vậy. Cật qua tiền bối, giống ô. Bí đao thánh quân, hát. Cật qua tiền bối giống càng thêm lớn tiếng, hống hống ô. Bí đao thánh quân cắn răng, hát hát. Cật qua tiền bối giống khàn cả giọng, hống 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 ô. Bí đao thánh quân không cam lòng yếu thế, hát hát hát. Chuyển vận toàn bộ dựa vào giống. Mà phòng ngự cũng giống như vậy, liền dựa vào giống to. Tiếng giống càng lớn, chuyển vận càng mạnh. Đồng dạng, tiếng giống càng lớn, phòng ngự càng không gì phá nổi. Nếu không phải chiến đấu song phương trên người tản ra cường đại tám phẩm thánh cấp uy áp, nếu không phải song phương bên người như ẩn như hiện thánh ấn, nếu không phải song phương giao chiến lúc kinh khủng kia năng lượng mấy vị ở đây phóng viên thật sự muốn hoài nghi hai vị này, có phải hay không bát phẩm huyền thánh. Nói câu lời trong lòng chiến đấu này hình ảnh, thực tình so ra kém trước đó, bá tống huyền thánh cùng bí đao thánh quân, một đao phân thắng thua, ước hẹn. Trước đó, bá tống huyền thánh xuất thủ lúc hình ảnh kia mới gọi kinh ngạc, lửa cháy ngập trời bao phủ toàn trường, phàm bá tống huyền thánh chỗ đến, cỏ cây héo úa, dòng suối nhỏ ngăn nước, giữa thiên địa trình độ đều bị bốc hơi, bầu trời đều phảng phất muốn bị đốt cháy. Mà cật qua tiền bối xuất thủ, chính là dựa vào giống. Sau đó đoạn kiếm bên trong sóng xung kích càng ngày càng mạnh từ đầu đến cuối, cật qua cùng bí đao hai vị huyền thánh động tác, cũng không hề biến hóa qua. Trên thực tế, cật qua thánh quân rất mạnh. Nhưng hắn cùng bí đao thánh quân ở giữa cũng không phải là quyết đấu, hắn chủ yếu là vì khảo thí bí đao thánh quân, phòng ngự chi đạo, cho nên hắn lúc công kích hội nắm giữ tốt phân tấc, chậm rãi tăng cường công kích của mình, sẽ không lập tức liền đem bí đao phòng ngự đánh tan. Điều này sẽ đưa đến các phóng viên nhìn thấy, chuyển vận toàn bộ dựa vào giống, hai vị huyền thánh tư thế đều không thay đổi một chút, duy chỉ có song phương công kích cùng phòng ngự đang không ngừng mạnh lên, hình ảnh. Bí đao, người thật sự trưởng thành, người phòng ngự chi đạo, so với ta tưởng tượng còn cường hãn hơn. Cật qua tiền bối tán thán nói. Tạ ơn cật qua tiền bối khích lệ, bí đao thánh quân trả lời. Nhưng là, dừng ở đây rồi, ta đã biết người phòng ngự mạnh bao nhiêu. Tiếp đó, tiếp ta một chiêu này đi. Cật qua tiền bối trầm giọng nói. Mời cật qua tiền bối chỉ điểm. Bí đao thánh quân trầm giọng nói. Cật qua tiền bối chậm rãi giơ lên bản thân phất trần, đem hắn gắn vào bản thân trên đoạn kiếm. Phất trần cùng đoạn kiếm kết hợp, trên đó bụi đuôi cuốn tại trên đoạn kiếm, hóa thành một cái thô to thủ pháo. Phất phiền pháo, hống hống hống, cật qua tiền bối há miệng, lại bắt đầu giống to. Lần này, trên đoạn kiếm bạo phát trùng kích pháo biến càng khủng bố hơn, càng thêm tập trung lại. Vẻn vẹn một phát, bí đao thánh quân bản mệnh pháp khí cự thuẫn, phương pháp Tây Thánh quang hệ pháp thuật phụ trợ, thánh kỵ sĩ quang hoàn, đạo gia kim cương thân bí pháp, liền bị từng cái đánh tan. Chỉ có thể dựa vào khải ý miễn cưỡng chống đỡ lấy. Nhưng lúc này, cật qua tiền bối giống lên một tiếng biến càng mạnh vang dội, hống hống ô. Không ổn, cật qua thánh quân giống lên một tiếng lại biến lớn. Bí đao thánh quân khải ý phòng ngự có lẽ muốn không chịu nổi. Mấy vị phóng viên thầm nghĩ trong lòng. Chiến đấu phát triển đến bây giờ, bọn hắn cũng cơ bản lấy ra cật qua thánh quân quy luật. Mỗi khi cật qua thánh quân tăng lớn gầm rú âm lượng thời điểm, chính là công kích của hắn uy lực nâng cao một bước thời điểm. Quả nhiên, cật qua tiền bối cái kia, phất phiền pháo, uy lực tăng cường ba thành trở lên. Bí đao thánh quân, khải ý, rốt cục không chống đỡ được. Sụp đổ ra, bí đao thánh quân thân thể cũng bị kích bay rớt ra ngoài. Mấy vị phóng viên lập tức ghi lại cái này chân quý một màn, mặc dù cái này phất phiền pháo phát chiêu cũng không bá khí, nhưng nó uy lực cùng trước đó bá tống huyền thánh, phần thiên hỏa diễm đao, là một cái cấp bậc. Đồng dạng có thể một kích liền phá vỡ bí đao thánh quân tất cả phòng ngự. Tiếp đó, bí đao thánh quân chỉ có lộ ra hắn trung cực phòng ngự đi. Tất cả phóng viên thầm nghĩ trong lòng. Hai vị huyền thánh ở giữa chiến đấu. Nói thật không có gì lo lắng. Quả nhiên, tại khải ý cũng bị nổ tung phía sau bí đao thánh quân khởi động hắn trung cực phòng ngự. Hát, cật qua tiền bối, xem ta phòng ngự tuyệt đối sắt thép thành lũy, xin chỉ giáo. Hát hát hát, bí đao thánh quân lớn tiếng gào thét. Trên người hắn, hiện lên tòa kia, sắt thép thành lũy, hư ảnh, đem hắn thân thể bao quanh bảo hộ. Có ý tứ,
có thể đem Tây Phương Thánh Kỵ Sĩ nhất hệ phòng ngự cùng tu chân hệ phòng ngự hệ thống kết hợp lại, hóa thành một chiêu này, sắt thép thành lũy, tại phòng ngự một đạo bên trên, ngươi đã là một phái đại tông sư cấp nhân vật. Để cho ta tới thử một chút ngươi một chiêu này phòng ngự cực hạn đi, hống 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 Ô Cật Qua tiền bối lại một lần nữa giống to. Đang muốn xin tiền bối tiếp tục chỉ giáo. Hát, Bí Đao Thánh Quân đồng dạng quát khẽ. Sau đó, hình ảnh lại tiến vào Cật Qua tiền bối cùng Bí Đao Thánh Quân so giọng quá trình. Nói thật, hình ảnh như vậy nhìn, tựa hồ có chút nhàm chán a. Mấy vị phóng viên thầm nghĩ trong lòng. Rõ ràng là huyền thánh cuộc chiến, ngàn năm khó gặp, nhưng bọn hắn trong lòng vậy mà ẩn ẩn có chút thất vọng, cảm xúc. Luôn cảm giác huyền thánh cuộc chiến, không nên như thế đơn điệu. Đây chính là không có so sánh, liền không có tổn thương kết quả. Nếu như không có, bá tống huyền thánh versus Bí Đao Thánh Quân cái kia, một đao phân thắng thua, cuộc chiến phía trước, hiện tại bọn hắn nhìn hai vị huyền thánh ở giữa, tiếng giống đại chiến, hẳn là cũng hội cảm giác rất kích thích ha. Hống hống hống, hát hát hát, hai vị huyền thánh tiếng kêu còn không có đình chỉ, nhưng giao chiến hiện trường đã toàn bộ bị kim sắc quang mang bao phủ, các phóng viên đã không cách nào thấy rõ hai vị huyền thánh thân ảnh, không phân rõ lẫn nhau. Chỉ có thể từ song phương to rõ giống lên một tiếng mơ hồ phán đoán, Cật Qua Thánh Quân bắt đầu chiếm thượng phong. Bởi vì Bí Đao Thánh Quân tiếng quát, có chút lực lượng không đủ. Chương 1152, Thiên Thọ Bí Pháp hủy bỏ không xong. Không biết là Bí Đao Thánh Quân phòng ngự không chịu nổi. Hoặc là hắn cuống họng chịu lấy không được nữa. Trận này ai giống vang ai có thể sẽ thắng trong chiến đấu, cuống họng là rất trọng yếu vũ khí a. Thật hy vọng trận chiến đấu này hình thức, có thể phát sinh điểm biến hóa. Mấy vị phóng viên trong lòng đậu đen rau muống đạo. Nói thật, hai vị huyền thánh còn như vậy giống xuống dưới, lỗ tai của bọn hắn có chút chịu không được, tâm lý cũng có chút sụp đổ. Có lẽ là lão thiên đều nhìn không được loại này, chuyển vận toàn bộ dựa vào giống, phòng ngự toàn bộ dựa vào uống, hình thức chiến đấu. Chính ra sức gầm thét Cật Qua tiền bối, đột nhiên lớn tiếng ho khan. Khụ 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 khụ, chuyện gì xảy ra? Cật Qua tiền bối thanh âm vang lên. Đồng thời, bao phủ toàn trường kim sắc sóng xung kích cấp tốc tán đi, Cật Qua tiền bối vậy mà gãy mất công kích của mình. Trong quyết đấu tâm, đã hòa tan ra một cái hố to. Cật Qua cùng Bí Đao ở vào hố to trung tâm. Bí Đao Thánh Quân hiện tại trạng thái không tốt lắm, hắn, sắt thép thành lũy, đã tràn đầy kẽ nứt, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát dáng vẻ. Mà Cật Qua tiền bối này lúc đột nhiên lớn tiếng ho khan, loại trạng thái này càng thêm không ổn. Thực lực tu luyện tới hắn loại cảnh giới này, tuyệt đối không có khả năng bởi vì, giống quá lâu, nguyên nhân, mà kịch liệt ho khan. Còn nữa, coi như lui một vạn bước mà nói, lấy Cật Qua tiền bối thực lực cũng không có khả năng bởi vì ho khan, mà khống chế không nổi công kích của mình. Cật Qua tiền bối trạng thái có biến, mấy vị phóng viên trong lòng hơi động, lo lắng nhìn về phía Cật Qua huyền thánh. Cật Qua huyền thánh khẳng định là nhận lấy ảnh hưởng, mới có thể ho kịch liệt, cũng khống chế không nổi công kích của mình. Quyết đấu hố to bên trong. Cật Qua thánh quân như trước đang không ngừng ho khan, nhìn qua rất khó chịu bộ dáng. Cật Qua tiền bối, ngươi không có vấn đề a? Bí Đao thánh quân kêu lên, không phải là Cật Qua tiền bối vốn là trên người có thương, còn mạnh hơn chống đỡ mượn bí pháp tới cùng hắn hoàn thành ước chiến a? Bí Đao thánh quân trong lòng bất an. Ta khụ khụ khụ. Kỳ quái khụ khụ, ta không có vấn đề, nhưng là... Nói đến một nửa thời điểm, Cật Qua thánh quân đột nhiên nghẹo đầu, bày ra một cái kỳ quái tư thế. Tiếp đó, hắn đột nhiên chậm rãi sau lưng ngã xuống, ngã sấp trên mặt đất, a a a a. Quen thuộc bốn tiếng thức giọng nam kêu thảm, trầm bồng du dương. Kêu thảm xong, Cật Qua thánh quân thân thể co quắp một chút, chết tới. Bí Đao thánh quân. Ở đây tất cả phóng viên. Hình tượng này. Nhìn quen mắt. Nhớ kỹ trước đó không lâu thời điểm, bá tống huyền thánh, nhân tiền hiển thánh, thời điểm, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn công đức nữ đế, liền từng tại uy nghiêm tràn đầy thời điểm, đột nhiên phát ra cái này to rõ bốn tiếng kêu thảm, sau đó ngã xuống đất chết đi. Bí Đao thánh quân cùng ở đây các phóng viên, lập tức liền nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Cật Qua tiền bối ngay từ đầu muốn thông qua, bí pháp, mượt, hổ bắc đông, công đức chi quang. Trực tiếp từ Hoa Sơn xem nhẹ không gian hạn chế, tạm thời hiện hình ở chỗ này. Nhưng cuối cùng, Cật Qua thánh quân cũng không có mượn đến hổ Bắc Đông công đức chi quang. Vậy hắn cuối cùng phụ thân đến ai công đức chi quang bên trong? Trước đó tất cả mọi người còn đang hoài nghi, nhưng bây giờ đáp án đã xuất hiện.
chân tướng chỉ có một cái, cật qua thánh quân phụ thân đến, bá tống huyền thánh, công đức chi quang bên trong. Chỉ là không biết vì cái gì hiện trường hội còn sót lại lấy bá tống huyền thánh công đức chi quang. Chẳng lẽ là trước đó, bá tống huyền thánh cùng bí đao thánh quân quyết đấu lúc để lại. Mà tại cật qua thánh quân khống chế không nổi thân thể của mình, ngã xuống đất, giả chết, thời điểm, hạch tâm thế giới bên trong, Tống Thư Hàng bọn người đen bình phong, hiện trường trực tiếp, cũng khôi phục lại. Chỉ là, hiện trường trực tiếp, không còn là Thượng Đế thị giác, mà là biến thành cật qua thánh quân, thị giác. Này lúc, cật qua thánh quân thị giác là thông qua hai mắt mở ra một cái khe nhỏ, len lén đánh giá ở đây tất cả mọi người phản ứng. Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, xem ra không sai, cật qua thánh quân phụ thân đến ngươi lưu tại hiện trường công đức chi quang bên trong. Ta đây là nằm cũng trúng đạn A, Tống Thư Hàng dở khóc dở cười. Thì nháy nháy mắt, vậy chúng ta bây giờ là từ, cật qua thánh quân, thị giác đang nhìn ngoại giới. Cái kia cật qua thánh quân này lúc nằm dạp trên mặt đất bất động. Hắn bị bí đao thánh quân đánh ngã. Tống Thư Hàng liên tưởng đến nhà mình, công đức xà mỹ nhân, yêu thích, lại nhìn thấy thị giác trạng thái thượng loại kia, xuyên thấu qua hai mắt khe nhỏ nhìn lén, hình thức, lập tức nghĩ tới câu trả lời chính xác. Chỉ sợ không phải bị đánh gục xuống, mà là đột nhiên, giả chết yêu thích, phát động, nằm trên mặt đất giả chết đi. Tống Thư Hàng đạo, kỳ thật, nghĩ tới cường đại cật qua tiền bối trong chiến đấu đột nhiên nằm giả chết, vẫn là rất thú vị. Để cho người khác cũng nếm thử loại này đột nhiên nằm giả chết xấu hổ, Tống Thư Hàng trong lòng ngoài ý muốn có loại thăng bằng cảm giác. Đồng thời, Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động. Công đức xà mỹ nhân bản thể xuất hiện sau lưng hắn. Bởi vì lúc trước vỡ vụn qua nhiều lần nguyên nhân, công đức xà mỹ nhân lần này hiện thân lúc, thể tích rất nhỏ, chỉ có nửa cái Tống Thư Hàng lớn nhỏ. Nàng sau khi xuất hiện, ánh mắt liền rơi vào Tống Thư Hàng bên người xích tiêu kiếm trên người. Xích tiêu kiếm lập tức toàn thân không được tự nhiên, hắn là thần binh A, cũng không phải biểu diễn, nuốt kiếm, đạo cụ có được hay không. Hắn cũng là có tôn nghiêm. Cật qua thánh quân đang giả chết sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Hướng mình công đức chi quang hỏi thăm vấn đề là rất quái lạ hành vi, nhưng Tống Thư Hàng công đức chi quang thực sự có chút không giống bình thường. Công đức xà mỹ nhân nghiêng đầu, tựa hồ là nghe không hiểu Tống Thư Hàng vấn đề, tại nghiêng đầu thời điểm. Ánh mắt của nàng còn một mực nhìn chằm chằm xích tiêu kiếm. Tống Thư Hàng thở dài. Linh sơn dưới chân. Ước chừng tầm 10 giây. Cật qua thánh quân từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ thân thể của mình, cảm giác xấu hổ vô cùng. Vừa rồi hắn làm cái gì? Vì cái gì đột nhiên rút điên rồi, kêu thảm, liền ngã trên mặt đất giả chết. Uy nghiêm mất hết a. Bí đao, chúng ta tiếp tục. Cật qua thánh quân trầm giọng nói. Bí pháp chênh lệch thời gian không nhiều lắm, tiếp xuống hắn chuẩn bị một chiêu liền kết thúc đêm nay ước chiến, cũng nhờ vào đó một lần nữa dựng đứng uy nghiêm của mình. Cật qua tiền bối, tình trạng của ngươi không có vấn đề a? Bí đao thánh quân có chút lo lắng nói. Yên tâm, rất tốt, chính là vừa rồi đột nhiên có chút không bị khống chế, bí pháp thời gian không nhiều lắm, chúng ta nhanh lên kết thúc đi. Cật qua thánh quân đạo. Đã tiền bối nói như vậy, cái kia bí đao cũng chỉ có gật đầu đồng ý. Mượn cơ hội này, bí đao thánh quân trên người, sắt thép thành lũy, đã một lần nữa ngưng tụ, khôi phục như lúc ban đầu. Cật qua thánh quân vung tay lên một cái, phất trần cùng đoạn kiếm thu hồi. Đã quyết định, một chiêu kết thúc quyết đấu, vậy dĩ nhiên muốn xuất ra bản lĩnh thật sự tới. Tứ phương uy nghi, văn tuyết chư thiên cùng bảo vệ. Cật qua thánh quân khẽ gọi đạo, thánh ấn ở bên cạnh hắn như ẩn như hiện. Công đức chi quang càng phát ra sáng tỏ, chướng mắt. Làm cho không người nào có thể nhìn cật qua thánh quân. Bí đao thánh quân khuôn mặt nghiêm túc, hắn biết cật qua tiền bối tiếp xuống một chiêu, đem kết thúc chiến cuộc. Đây cũng là hắn khảo thí bản thân phòng ngự chi đạo một kích cuối cùng. Tới đi, tiền bối, để cho ta hướng ngươi chứng minh ta hiện tại, phòng ngự chi đạo cực hạn. Chung quanh các phóng viên toàn bộ nhấc lên thần, chiến cuộc cuối cùng không còn là công kích toàn bộ dựa vào giống, hình thức. Bọn hắn cũng có thể nhìn ra, tiếp xuống một chiêu đem kết thúc chiến cuộc. Sau đó cật qua tiền bối một kích, sợ rằng sẽ không kém gì bá tống huyền thánh trước đó, phần thiên hỏa diễm đao thậm chí hội càng mạnh a. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Liên hạch tâm thế giới bên trong Tống Thư Hàng mấy người cũng là như vậy cho rằng. Công đức đại nhật, cật qua thánh quân bình tĩnh nói. Thanh âm của hắn, xuyên thấu qua, thánh ấn, truyền ra ngoài, chấn động lòng người. Sau một khắc, trên người hắn công đức chi quang biến thành một vòng chân chính đại nhật,
không thể nhìn gần. Cái kia đại nhật, càng phát ra bành trướng, triển ép hướng bí đao thánh quân. Chỉ là tiếp xúc, bí đao thánh quân phòng ngự mạnh nhất, sắt thép thành lũy, liền bắt đầu nhanh chóng co vào thậm chí, bắt đầu hòa tan. Kết thúc, tất cả phóng viên hai mắt sáng tỏ. Không hổ là uy tín lâu năm huyền thánh, một chiêu này cực kỳ cường hãn, không thể so với bá tống huyền thánh, phần thiên hỏa diễm đao, yếu, thậm chí cảm giác muốn càng mạnh lớn hơn một chút. Bí đao thánh quân, sắt thép thành lũy, cứ như vậy, bị ngạnh sinh sinh hòa tan ra. Cái kia triển ép mà đến đại nhật quang mang, một mực tới gần đến bí đao thánh quân một tấc khoảng cách, mới dừng lại. Ta thua, bí đao thánh quân nhắm mắt lại, liền hắn cũng vô pháp nhìn gần cật qua thánh quân lúc này, đại nhật hình thái. Người đã làm rất tốt, người sắt thép thành lũy có thể tại ta, công đức đại nhật, hạ kiên chỉ ba hơi tả hữu thời gian, so với ta dự tính mạnh hơn quá nhiều. Cật qua thánh quân thanh âm vang lên. Sau một khắc, cái kia vòng, công đức đại nhật, bắt đầu co vào, đầy trời công đức chi quang trở về. Cật qua thánh quân tiếp tục nói, chỉ là, người sắt thép thành lũy còn có rất nhiều muốn cải tiến chỗ, thừa dịp bí pháp không ngờ không có kết thúc, ta truyền âm ngươi. Sau đó, cật qua muốn truyền thụ cho là bí đao thánh quân, sắt thép thành lũy, chỗ thiếu sót, xem như bí đao nhược điểm, tự nhiên không thể để cho ngoại nhân nghe được. Cho nên, hắn sử dụng đặc thù truyền âm nhập mật chi pháp, chỉ điểm bí đao thánh quân không đủ. Lại hơn phân nửa thường sau. Bí đao thánh quân chúc mừng hướng cật qua tiền bối thi lễ một cái, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ngươi và ta ở giữa, không cần khách khí như thế. Cật qua huyền thánh hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này một đợt, hắn uy nghiêm lập tức xoát 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 trở về. Thế ngoại cao nhân hình tượng và phong cách vẽ một lần nữa trở về. Người phòng ngự chi đạo, rất tốt, tiếp tục kiên trì, hy vọng ta có thể nhìn thấy ngươi đặt chân kiếp tiên, thậm chí hoàn thiện bản thân, đạo, một ngày. Cật qua huyền thánh nói khẽ. Bí đao đạt được tiền bối khẳng định phía sau ánh mắt biến càng thêm tự tin. Đêm nay ước chiến, hắn cần chính là cật qua tiền bối câu này khẳng định. Có cật qua tiền bối một câu nói kia, hắn liền càng thêm có lòng tin, tại, phòng ngự chi đạo, thượng đi càng xa. Hơn. Như vậy, ngươi và ta sau này còn gặp lại. Cật qua huyền thánh bấm một cái đạo ấn, chuẩn bị giải khai bí pháp. Khai, cật qua huyền thánh đạo. 5-6 hơi thở thời gian sau. Cật qua huyền thánh vẫn như cũ duy trì lấy giải khai đạo ấn tư thế. Cật qua tiền bối đã rời đi sao? Xa xa các phóng viên lên tiếng hỏi. Nhưng là hắn công đức thân thể còn tại a? Lại có phóng viên hiếu kỳ nói. Cật qua tiền bối, bí đao hiếu kỳ hỏi. Khai, lúc này, cật qua huyền thánh lần nữa bấm một cái đạo ấn, quát khẽ đạo. Lại 5-6 hơi thở quá khứ. Cật qua huyền thánh vẫn còn không có biến mất. Thiên thọ, bí pháp hủy bỏ không xong. Cật qua huyền thánh trong lòng bất an. Chương 1153, thật bí đao thánh quân treo lên đánh bá tống. Từ trước đó hắn đột nhiên rút điên, không bị khống chế kêu thảm, ngã xuống đất, giả chết lên, cật qua thánh quân trong lòng thì có loại cảm giác bất an. Mà bây giờ, loại bất an này rốt cục biến thành sự thật. Khai, hắn một lần cuối cùng nếm thử giải khai bí pháp. Nhưng thật đáng tiếc, vẫn là cùng trước đó đồng dạng, bí pháp căn bản không có giải khai dấu hiệu. Rõ ràng bí pháp duy trì, thời hạn, cũng đã đến, bình thường tới nói, coi như hắn không chủ động giải khai bí pháp, cái bí pháp này cũng sẽ mất hiệu lực mới đúng. Nhưng bây giờ, bí pháp căn bản không có muốn mở ra dáng vẻ, hắn tựa hồ bị vây ở cỗ này, công đức hóa thân, bên trong. Cật qua tiền bối, ngươi còn tốt đó chứ? Bí đao thánh quân lên tiếng hỏi. Cật qua thở dài, buông lỏng tay ra bên trong đạo ấn, bí pháp của ta xảy ra vấn đề. Nhập thân vào công đức chi quang hiển hiện hóa thân phía sau cỗ này hóa thân lại trở về không được. Bí đao thánh quân. Một lát sau. Bí đao thánh quân hỏi, cái kia cật qua tiền bối, chúng ta muốn làm thế nào? Bí pháp thời hạn đến phía sau có thể hay không tự động giải khai? Bí pháp có tác dụng trong thời gian hạn định, đã sớm đến. Cật qua trong lòng tốt phiền muộn. Bí đao thánh quân trầm mặc nửa ngày, lại thử hỏi, cái kia cật qua tiền bối, cần hỗ trợ sao? Cật qua cười khổ một tiếng, cũng chỉ đành như thế. Tại bí pháp không cách nào giải khai, đã đến giờ sau bí pháp cũng vô pháp kết thúc tình huống dưới, muốn giải khai cái này, công đức hóa thân bí pháp, chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là để bí đao trợ giúp, đem tôn này công đức hóa thân cho đánh nổ. Chỉ cần công đức phân thân bạo chết phía sau bí pháp tự nhiên mà vậy liền giải khai. Nhưng loại này biến mất phương thức,
thực tình không phải cật qua tiền bối muốn phương thức, dù sao, trong gió cùng hắn thật vất vả mới soát trở về bản thân hình tượng và phong cách vẽ. Hơn nữa còn có cái vấn đề rất nghiêm trọng. Bí đao chuyên tu, phòng ngự chi đạo, hắn cơ hồ đem tất cả pháp thuật, thánh quang, phù văn, pháp khí đều dùng ở phòng ngự bên trên. Cho nên bí đao lực công kích, hơi có không đủ. Mặc dù nói, thực lực đạt tới bát phẩm huyền thánh phía sau tiện tay một kích đều rất đáng sợ, có thể di sơn đảo hải. Nhưng đối với huyền thánh tới nói, loại này chỉ là cơ sở. Bí đao công kích, có thể là bát phẩm huyền thánh bên trong hạng chót loại kia. Dựa vào lực công kích của hắn không biết muốn đánh bao lâu, mới có thể đem bản thân, công đức hóa thân, cho đánh nổ. Nói không chừng, muốn trọn vẹn hơn 100 lần công kích mới được. Nói cách khác, bản thân muốn đứng đấy bất động, từ bỏ hết thảy phòng ngự bị bí đao điên cuồng tấn công hơn 100 lần trở lên, mới có thể có để giải thoát. Ngẫm lại cũng cảm giác hào tâm tắc. Tới đi, bí đao, ta chuẩn bị xong, cật qua tiền bối cắn răng nói. Mời giao cho ta đi, tiền bối. Bí đao trầm giọng nói. Dứt lời, hắn lại lấy ra bản thân bản mệnh pháp khí kim sắc đại thuẫn. Hắn đưa tay tại bản thân bản mệnh pháp khí thượng phất một cái, đem hắn khôi phục thành kiếm lớn màu vàng óng bộ dáng. Tiếp đó, vì tăng cường lực công kích của chính mình, hắn bắt đầu cho mình gia tăng một số phép thuật phụ trợ cùng thánh kỵ sĩ quang hoàn. Có một ít pháp thuật, đối với phòng ngự cùng công kích đều có tăng phúc, tỉ như gia tăng lực lượng pháp thuật, tăng cường thể chất pháp thuật. Thánh kỵ sĩ vầng sáng bên trong, có tăng cường trong thời gian ngắn bộc phát lực pháp thuật. Những pháp thuật này, bí đao thánh quân đều có chỗ liên quan đến. Chung quanh các phóng viên thấy thế, nhao nhao nhãn tình sáng lên, vốn cho rằng đêm nay trận thứ 2 song thánh đại chiến đã kéo xuống màn che, không nghĩ tới còn có kịch sau tiểu thải chứng. Kiên trì phòng ngự chi đạo bí đao thánh quân, lại muốn khởi xướng tiến công. Đây thật là một cái kinh hỉ lớn. Trên thực tế, bí đao thánh quân vẫn là sẽ công kích. Tại hắn vẫn là đơn thuần Tây Phương thánh kỵ sĩ bên cạnh người tu luyện thời điểm, còn không có quyết định chuyên tu, phòng ngự chi đạo, lúc, hắn một tay thánh thẩm phán kiếm thuật tu luyện cũng có mô hình có dạng. Này lúc, vì giải khai cật qua tiền bối bí pháp, hắn vừa ra tay chính là mình am hiểu nhất thánh thẩm phán kiếm thuật. Thánh quang thẩm phán thập tự kiếm, bí đao thánh quân thân thể nhảy lên thật cao, hai tay giơ cao cự kiếm. Chém ra như sách giáo khoa tiêu chuẩn hoàn mỹ thập tự kiếm. To lớn thập tự kiếm quang, từ hắn kiếm lớn màu vàng óng thượng chém ra. Cật qua thánh quân ngón tay dục dịch có như vậy sát na, hắn bản năng liền muốn đánh trả bí đao. Không có cách, bí đao tại thời điểm tiến công, lỗ thủng thực sự quá lớn. Tại bí đao thi triển thánh quang thẩm phán thập tự kiếm trong nháy mắt, cật qua thánh quân trong mắt thấy được hết thảy gần 100 chỗ lỗ thủng. Mỗi một chỗ lỗ thủng, chỉ cần nhẹ nhàng một kích, liền có thể đem bí đao thánh quân đánh ngã. Cũng may cật qua tiền bối cưỡng ép nhìn xuống công kích dục vọng, hắn nhắm mắt lại, mặc cho bí đao thánh quân công kích rơi ở trên người hắn. Bí đao nói thế nào cũng là huyền thánh, một kiếm chém ra, đất rung núi chuyển. Linh sơn dưới chân, nguyên bản cật qua tiền bối chỗ đứng, lại tăng thêm một cái hố to. Đầy trời trong cho bụi, cật qua thánh quân thăm thẳm thở dài, quả nhiên cùng hắn dự tính đồng dạng, bí đao lực công kích hơi yếu. Nhìn như cường đại chém xuống một kiếm, đối với hắn tạo thành tổn thương cũng không lớn. Ít nhất phải 70 chiêu trở lên, mới có thể đem hắn, công đức hóa thân, đánh nổ. Nói cách khác, hắn còn muốn đứng đấy bất động, bị bí đao oanh thượng 70 chiêu. Bực nào ngọa thảo. Bí đao thánh quân cũng biết lực công kích của chính mình không đủ, nhưng đây là đường chính hắn chọn đường. So với công kích tới, hắn càng ưa thích phòng ngự. Bất quá xong. Vì để cho cật qua thánh quân có thể, đi, dứt khoát một chút, không bị bên ngoài những ký giả kia nhìn thấy, cật qua tiền bối, bị hắn cuồng đánh hình ảnh, bí đao chỉ có tăng tốc tốc độ công kích. Đồng thời, hắn mỗi một kích đều sẽ mang theo to lớn bụi mù hiệu quả cùng thánh quang bao phủ, tận lực che giấu cật qua tiền bối thân hình. Thánh quang chảm ác kiếm, thánh quang thập tam liên kích, thánh quang phá tà chảm. Bí đao thánh quân điên cuồng triển khai liên kích. Từng đạo kiếm quang nổ lên. Trong lúc nhất thời, linh sơn dưới chân tràn đầy kiếm khí cùng thánh quang. Ầm 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 ầm. Chỉ nhìn quang hiệu cùng bạo tạc hình ảnh, bí đao cái này một đợt điên cuồng công kích, thanh thế so với bá tống huyền thánh, phần thiên hỏa diễm đao, cùng cật qua thánh quân, công đức đại nhật cũng không kém chút nào. Không hổ là bát phẩm huyền thánh, rất nhiều phóng viên trong lòng đều hiện lên một cái ý niệm như vậy. Liền xem như phòng ngự chi đạo bí đao thánh quân, bạo phát cũng đáng sợ như thế.
Trọn vẹn 78 đạo công kích quá khứ, bí đao thánh quân dừng tay lại bên trong cự kiếm. Ở trước mặt hắn, cật qua thánh quân trên mặt tử bi tiếu dung. Ngươi làm rất tốt, bí đao. Cật qua thánh quân nhẹ nhàng nói, hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ bí đao bả vai. Sau một khắc, cật qua thánh quân thân thể tiêu tán ra, hóa thành đầy trời điểm sáng. Rốt cục, bí pháp muốn giải trừ. Cảm tạ tiền bối, bí đao thánh quân cảm kích nói. Cỡ nào hài hòa một màn. Thậm chí, còn có loại thúc người rơi lệ cảm giác. Riêng là cái này màn ảnh kéo ra ngoài, phảng phất như là cật qua tiền bối tại đạo tiêu trước, cho bí đao thánh quân chúc phúc đồng dạng. Cung tiến cật qua tiền bối. Tu sĩ nhật báo phóng viên lên tiếng nói. Cung tiến cật qua tiền bối. Mấy vị khác phóng viên lập tức học cung kính kêu lên. Hơn phân nửa thân thể đã hóa thành điểm sáng cật qua thánh quân xoay đầu lại, ngắm nhìn mấy vị này phóng viên, mỉm cười hướng bọn hắn gật đầu. Nụ cười của hắn bên trong, để lộ ra đại từ bi, lớn thân cận chi ý. Hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng mấy người cũng rốt cục âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng kết thúc, Tống Thư Hàng thở dài bọn hắn thế nhưng là lấy, cật qua thánh quân, thị giác, đang nhìn trực tiếp. Bọn hắn trơ mắt nhìn lấy, cật qua thánh quân, bị bí đao thánh quân điên cuồng tấn công 78 kiếm, mới bị đánh bạo. Chỉ là nhìn lấy, bọn hắn đều thay cật qua thánh quân cảm thấy, đau. Cũng may cật qua thánh quân, kiếp nạn, rút cục đã trôi qua. Đợi chút nữa, chẳng lẽ đây chính là đồng quái tiên sư trước đó thay ta tính toán cái kia một quẻ sao? Từ một loại ý nghĩa nào đó, công đức xà mỹ nhân cũng chính là ta. Ta lại bị cật qua thánh quân phụ thân. Bị bí đao thánh quân hung hăng ngược phát nổ một lần. Tống Thư Hàng đột nhiên lên tiếng nói. Tô thị A thập lục, ta cảm giác loại thuyết pháp này có chút miễn cưỡng. Cũng đúng, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, chẳng qua nếu như một màn này không tính, ta, bị bí đao thánh quân treo lên đánh, vậy ta chính là chân chính phá trừ đồng quái tiền bối, hắc quẻ, người, lão ngưu bức. Tống Thư Hàng lại nói, đêm nay song thánh cuộc chiến cuối cùng kết thúc, duy nhất tiếc nuối chính là... Chúng ta không thấy được cật qua thánh quân, như thế nào. Cũng may có tu sĩ nhật báo phóng viên tại, có lẽ ngày mai chúng ta có thể từ tu sĩ nhật báo bên trên hiểu rõ cật qua thánh quân, thân phận. Tống Thư Hàng vừa dứt lời, thì đột nhiên kêu lên, a, Tống Sư Huynh, trong hình ảnh lại phát sinh biến hóa rồi. Chỉ thấy trong hình ảnh, nguyên bản có chút bắt đầu mơ hồ, trực tiếp hình ảnh, đột nhiên lại bắt đầu rõ ràng. Tống Thư Hàng, xảy ra chuyện gì rồi? Đừng nói cho hắn, cật qua thánh quân còn không có tiêu tán. Linh Sơn dưới chân. Tu sĩ nhật báo phóng viên, bí đao thánh quân bọn người lại cứng lại rồi. Chỉ thấy nguyên bản đã tiêu tán vì hạt ánh sáng cật qua tiền bối, đầy trời hạt ánh sáng lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Sau một khắc, cật qua thánh quân thân hình bắt đầu khôi phục. Vẫn như cũ là cái kia đạo bào cách ăn mặc, một tay cầm phất trần, một tay cầm đoản kiếm. Nhưng là... Khuôn mặt của hắn lại phát sinh biến hóa. Không còn là khuôn mặt cương nghị, giữ lại râu dài cao nhân bộ dáng, mà là biến thành một vị diện mục thanh tú, lông mi bên trong để lộ ra một loại hiền lành chi ý người trẻ tuổi bộ dáng. Mà lại, hắn, công đức hóa thân, hình thể cũng rút lại một nửa, chỉ có trước đó cao cỡ nửa người. Bá bá Tống Huyền Thánh, tu sĩ nhật báo phóng viên nhìn không được kêu to lên tiếng tới. Cật qua thánh quân, bí pháp còn không có giải trừ. Bí đao thánh quân. Cái này công đức chi quang, quả nhiên cùng bá Tống Huyền Thánh có quan hệ. Mặc dù bí pháp không có giải trừ, nhưng là hiển nhiên có hiệu quả. Ta có thể cảm giác được, công đức hóa thân đã hư nhược rồi rất nhiều. Cật qua tiền bối ngẩng đầu, đối bí đao nói, lại đến. Tiền bối, ngài hiện tại là cật qua tiền bối, vẫn là bá Tống đạo hữu. Bí đao thánh quân cẩn thận lý do, dò hỏi. Ta đương nhiên là cật qua a, bá Tống. Việc này cùng hắn có quan hệ gì sao? Cật qua thánh quân đạo. Bí đao thánh quân nhẹ gật đầu, ta hiểu được, chúng ta tiếp tục. Hạch tâm thế giới bên trong. Tống Thư Hàng. Hắn có loại dự cảm không tốt, hiện tại cật qua thánh quân bộ dáng, nói không chừng đã biến thành hình dạng của hắn. Sau đó, chính là thật, bí đao thánh quân treo lên đánh bá Tống một màn. Lúc này, tất cả mọi người không có chú ý tới, sau lưng Tống Thư Hàng. Công đức xà mỹ nhân đột nhiên hai tay vỗ tay, nàng nhẹ nhàng thì thầm công đức đại nhật. Chương 1154, tên của nàng. Tống Thư Hàng bọn người chú ý, trực tiếp hình ảnh, bên trong, không ai chú ý tới phía sau công đức xà mỹ nhân biến hóa. Đồng quái tiền bối hắc quẻ,
so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Tống Thư Hàng nhếch lên một cái nha. Hắn vốn cho là mình đã kết thúc đồng quái tiền bối hắc quẻ, tấn cấp làm tống gạch dưới lão ngưu bức gạch dưới Thư Hàng, nhưng hiện tại xem ra, cười đến cuối cùng vẫn là đồng quái tiền bối hắc quẻ, hắn vẫn là hắn, là tống gạch dưới ngưu bức không nổi gạch dưới Thư Hàng. Sau đó, trực tiếp hình ảnh, bên trong, rút lại một vòng cật qua huyền thánh, đem đỉnh lấy Tống Thư Hàng khuôn mặt, đứng đấy không phản kháng, bị bí đao thánh quân dừng lại treo lên đánh. Có lẽ ngày mai, một màn này cũng đem bị các phóng viên đăng ký đi ra, truyền khắp toàn bộ tu luyện giới. Tống Thư Hàng thở dài, cũng không biết ngày mai tu chân nhật báo thượng đầu đề, hội làm sao đăng ký chuyện ngày hôm nay. Trước ghi danh, bá Tống huyền thánh treo lên đánh bí đao thánh quân. Vẫn là hội đăng ký, bí đao huyền thánh treo lên đánh cật qua thánh quân. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên cảm giác sau lưng có chút không đúng. Tại là hắn vừa quay đầu. Sau đó, ánh mắt hắn liền sáng mù. Sau lưng hắn, công đức xà mỹ nhân hóa thành một vòng chói mắt đại nhật, công đức kim quang chướng mắt, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Lập tức liền sáng mù Tống Thư Hàng con mắt. Một chiêu này, không phải là vừa rồi, cật qua thánh quân, sử dụng tất sát kỹ công đức đại nhật sao? Một chiêu này không chỉ có uy lực mạnh mẽ, còn có thể làm thái dương quyền, sử dụng, có thể chọc mù đối thủ con mắt. Vì cái gì công đức xà mỹ nhân cũng biết một chiêu này? Dừng lại, mau dừng lại, Tống Thư Hàng vội vàng kêu lên. Một chiêu này uy lực quá cường đại, so với hắn cùng xích tiêu kiếm phối hợp chém ra, phần thiên hỏa diễm đao cũng không chút nào yếu thế. Nếu để cho công đức xà mỹ nhân đem công đức đại nhật bộc phát ra, có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nghe được Tống Thư Hàng mệnh lệnh, phía sau công đức xà mỹ nhân trên người, công đức đại nhật, chậm rãi dừng lại, cuối cùng duy trì lấy một cái đường kính gạo mặt trời nhỏ trạng thái. Trên đó quang mang không ngừng phụt ra hút vào, phảng phất tùy thời muốn nổ tung lên đồng dạng. Tô Thị A Thập Lục, Thi, Tiểu Thải đều chậm rãi lui lại, rời xa công đức xà mỹ nhân. Thu lại, trước đem cái này công đức đại nhật thu lại. Tống Thư Hàng ra lệnh. Mặt trời nhỏ bên trong, công đức xà mỹ nhân thân hình chậm rãi giãy giụa. Ước chừng thời gian ba cái hô hấp, phía sau cái này vòng sáng mắt mù mặt trời nhỏ, mới chậm rãi bị thu lại. Công đức xà mỹ nhân nghiêng đầu, nhìn qua Tống Thư Hàng. Khóe mắt phiên kia lệ trí, để cho nàng đang giả ngu lúc vẫn như cũ tản ra vũ mị cảm giác. Người vừa rồi thông qua, cật qua thánh quân, học được chiêu này công đức đại nhật. Tống Thư Hàng dò hỏi. Nhưng là, loại này huyền thánh ép ngọn nguồn tất sát khí cũng không phải tập thể dục theo đài, há lại sẽ tốt như vậy học. Lại hoặc là công đức xà mỹ nhân bản thân liền sẽ một chiêu này, chỉ là nhìn thấy cật qua thánh quân sử dụng phía sau kích hoạt lên trí nhớ của nàng. Công đức xà mỹ nhân lần này không tiếp tục nghiêng đầu ác ý bán manh, nàng nghe được công đức đại nhật, cái danh xưng này phía sau khác thường vươn hai tay, dùng sức xoa bản thân huyệt thái dương. Nàng đây là đang suy tư. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, sau đó hắn cố gắng vòng quanh đầu lưỡi của mình, dùng viễn cổ thời đại ngôn ngữ gọi ra một cái tên, Thăng Phần Trăm Tiên Tử. Gần nhất hắn học được vài câu viễn cổ thời đại ngôn ngữ, đầu lưỡi quyển cũng là ra dáng. Lần này là hắn lần thứ nhất nếm thử chật vật đem tên công đức xà mỹ nhân cho niệm đi ra. Tống Thư Hàng hy vọng mình có thể gọi ra tên công đức xà mỹ nhân, tốt cho nàng mang đến kích thích. Đáng tiếc niệm đến cái cuối cùng từ lúc, đầu lưỡi của hắn không có quyển đúng, niệm sai rồi. Công đức xà mỹ nhân ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng, dài nhỏ hai mắt tựa hồ sáng lên. Sốt cục, nàng phải có điều biến hóa sao? Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục có chút khẩn trương nhìn chằm chằm công đức xà mỹ nhân. Lúc này, từ trên thân công đức xà mỹ nhân, đột nhiên hiển hiện một trận nhẹ nhàng chậm chạp bối cảnh âm nhạc. Công đức xà mỹ nhân mở to miệng, phối hợp với cái kia nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc, chậm rãi nói, dù cho ta quên tên của ngươi, quên bộ dáng của ngươi. Nhưng ta sẽ không quên ngươi, quá khứ của ngươi trong mộng ta lờ mờ tham dự, cho nên tương lai của ngươi ta tất phụng bồi tới cùng. Tống Thư Hàng. Có ý tứ gì? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Hẳn là nào đó bộ phim lời kịch đi, ta gần nhất hẳn là có nhìn qua, cảm giác cái này lời kịch quen tai. Thi La Lị đáp. Sư phụ, người có phải hay không niệm sai tên của nàng rồi? Tước Yêu Tiểu Thải Đạo. Tống Thư Hàng, khả năng, một chữ cuối cùng niệm sai rồi. Nhưng này cái chữ phát âm rất cổ quái, đầu lưỡi của ta quyển không đến. Tô Thị A Thập Lục, nếu không, ngươi lại để một lần tên của nàng thử một chút. Công đức xà mỹ nhân trạng thái rất cổ quái cho nên, Tô Thị A Thập Lục đáy lòng,
hy vọng xà mỹ nhân cùng Tống Thư Hàng quan hệ trong đó có thể sáng tỏ hóa, dạng này đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Tống Thư Hàng lần nữa vòng quanh đầu lưỡi, thử thì thầm tiên tử. Không đúng, lại sai rồi. Công đức xà mỹ nhân dài nhỏ con ngươi híp lại. Nàng có phản ứng, thì tỉ mỉ phát hiện, tại Tống Thư Hàng đọc lấy cái này, viễn cổ ngôn ngữ danh tự, nửa đoạn trước lúc, công đức xà mỹ nhân thần sắc đang bay nhanh biến hóa. Có lẽ, Tống sư huynh ngươi niệm đối nàng danh tự thời điểm, nàng liền sẽ phát sinh cải biến. Thì lại nói, Tống Thư Hàng vuốt vuốt gương mặt của mình. Về sau, hắn lại thử mấy lần, nhưng mỗi một lần đều tại một chữ cuối cùng phù thời điểm nếm thử thất bại. Không được, thử lại xuống dưới, ta chỉ sợ liền hiện đại tiếng phổ thông đều muốn sẽ không nói, tên của nàng rất cổ quái. Tống Thư Hàng cười khổ nói. Đang khi nói chuyện, đột nhiên trước mắt công đức xà mỹ nhân lại có hành động mới. Nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm, trực tiếp hình ảnh. Trực tiếp trong hình ảnh, tại bí đao thánh quân cố gắng công kích đến, cật qua huyền thánh lại một lần nữa bị đánh nát. Nhưng cùng lần trước đồng dạng. Cật qua thánh quân công đức phân thân vỡ nát phía sau rất nhanh lại ngưng tụ trở về. Chỉ là trên thể hình lại nhỏ một nửa, chỉ còn lại có ngay từ đầu một phần tư lớn nhỏ. Cật qua tiền bối, còn phải lại tới sao? Bí đao thánh quân hỏi. Cật qua huyền thánh. Mỗi lần quải điệu phía sau đều sẽ tiểu phần có một tả hữu. Nhìn qua tựa hồ lại chết thêm mấy lần, liền có thể giải quyết cái bí pháp này. Nhưng nếu như từ đề toán đi lên tính toán, mỗi lần bị đánh nát phía sau tiểu phần có một, là cái vô cùng vô tận đề mục. Phần có một sau còn có thể có cái phần có một, vĩnh viễn sẽ không trở thành không. Không, không cần trở lại, cật qua tiền bối chậm rãi nói. Vậy ngài bí pháp không giải khai không có vấn đề sao? Bí đao thánh quân hỏi. Cật qua trả lời, ta nghĩ thông ta muốn trực tiếp đem cỗ này, công đức phân thân, mang về đến bản thể vị trí. Ta phải thật tốt nghiên cứu một chút cỗ này, công đức phân thân, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có lẽ ta có thể từ đó nghiên cứu ra vật mình muốn. Cật qua đã vây ở, huyền thánh, cảnh giới này cực kỳ lâu, hắn vốn cho là mình cả đời cũng không có nhìn bước ra bước kế tiếp, nhưng bây giờ, hắn tựa hồ phát hiện hy vọng. Có lẽ, đây là cơ duyên của hắn. Nhưng là tốc độ của hắn phải nhanh. Bản thể còn tại Hoa Sơn, khoảng cách nơi đây rất xa. Phụ thân, công đức hóa thân, bí pháp mặc dù thuận tiện, nhưng nếu như bí pháp trễ giải trừ, sẽ có rất mạnh di chứng. Đây cũng là lúc trước hắn, một lòng chỉ nghĩ đến giải khai bí pháp, cấp tốc trở về nguyên nhân. Nhưng bây giờ, ý nghĩ của hắn thay đổi. Cho nên hắn quyết định, trực tiếp mang theo công đức phân thân trở về bản thể, mới hảo hảo nghiên cứu cỗ này công đức phân thân. Dù là liều mạng to lớn di chứng cũng không quan trọng, nếu như lần này nghiên cứu có thể làm cho hắn càng tiến một bước. Bước vào kiếp tiên cảnh giới, cái kia lớn hơn nữa di chứng cũng đáng. Thời gian của ta không nhiều, bí đao kiên trì chính ngươi đường. Chúng ta sau này còn gặp lại, cật qua trầm giọng nói. Bí đao thánh quân gật đầu nói, vâng, cật qua tiền bối, cung tiễn tiền bối. Cật qua huyền thánh mỉm cười, công đức hóa thân nhún người nhảy lên, hướng lên bầu trời bay đi. Bay nha, bay qua núi, bay qua thảo nguyên. Sau đó... Cật qua thánh quân cảm giác được không thích hợp, kỳ quái, ta phi hành phương hướng có phải hay không sai rồi. Hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng. Cật qua thánh quân bay vị trí đúng là lớn có vấn đề, hắn đang bay một vòng phía sau thẳng tắp hướng phía Tống Thư Hàng bọn người tiến vào hạch tâm thế giới trước vị trí bay tới. Không cần phải nói, khẳng định là bởi vì nhận lấy công đức xà mỹ nhân ảnh hưởng. Rất nhanh, cật qua thánh quân hạ xuống tới. Hắn đứng ở Tống Thư Hàng bọn người tiến vào hạch tâm thế giới trước vị trí, nhưng là, hắn không có cách nào tiến vào hạch tâm thế giới, chỉ có thể bốn phía đảo quanh. Tống Sư Huynh, muốn để hắn đi vào sao? Thi hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu. Hạch tâm thế giới là hắn bí mật quan trọng nhất, hắn cùng cật qua thánh quân lại không quen, tự nhiên không thể thả đối phương tiến đến. Ta ra ngoài gặp một lần hắn đi, Xích Tiêu đạo hữu, người theo giúp ta cùng một chỗ như thế nào? Tống Thư Hàng hỏi, Xích Tiêu kiếm, thả ta ra, thả ta ra, ta cho người biết, ta thế nhưng là thần binh, ta là có tôn nghiêm. Công đức xà mỹ nhân hơi ngửa đầu, cô một tiếng, liền đem Xích Tiêu kiếm nuốt vào trong bụng. Tống Thư Hàng, tốt ha, không cần hỏi Xích Tiêu đạo hữu, chỉ cần mang lên công đức xà mỹ nhân, Xích Tiêu đạo hữu cũng chỉ có thể bồi tiếp hắn cùng đi ra. Cật qua thánh quân đứng tại chỗ, đột nhiên tâm hắn có cảm giác. Không còn vội vàng sao động bốn phía đảo quanh,
mà là ngừng lại, yên lặng đợi. Một lát sau, tại trước mắt hắn xuất hiện không gian ba động. Sau đó, một vị diện mục tính được là thanh tú thiếu niên lang, bước ra không gian, xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại cái này thiếu niên lang sau lưng, còn đi theo một bộ thực chất hóa công đức chi quang, hóa thành xà nữ bộ dáng. Cật qua thánh quân lập tức nhận ra vị thiếu niên này. Thiên niên đệ nhất thánh, bá tống huyền thánh. Dù sao trước mấy ngày đối phương vừa nhân tiền hiển thánh, huyền thánh giảng pháp, nội dung cũng rất cao lớn bên trên. Xin chào xong cật qua đạo hữu. Tống thư hàng án lấy cửu châu nhất hào quần bên trong, các đạo hữu hành lễ phương thức, đối cật qua huyền thánh thi lễ một cái. Đồng thời, khóe miệng của hắn có chút run rẩy, bởi vì lúc này, cật qua thánh quân hiện tại mặt, là hình dạng của hắn. Xin chào bá tống đạo hữu. Cật qua thánh quân đồng dạng đáp lễ lại, đồng thời hắn dò hỏi, là bá tống đạo hữu đem ta dẫn tới nơi đây sao? Tống thư hàng lắc đầu, nói cũng không phải là ta đem đạo hữu dẫn tới, chỉ là bởi vì đạo hữu ngươi sử dụng bí pháp phủ xuống thời giờ, vừa vặn rơi vào ta công đức chi quang, bên trong. Cật qua thánh quân, thì ra là thế, cái kia đạo hữu, còn xin ngươi thu hồi công đức. Hắn nói được nửa câu thời điểm, đột nhiên dừng lại. Tiếp đó, cật qua đưa tay trong ngực lục lọi, cuối cùng lấy ra một cây quẻ bói. Chương 1155, tựu là lúc này, cái quỷ gì ý tứ a? Căn này quẻ bói, cùng cật qua thánh quân đoản kiếm, phất trần đồng dạng, dù cho cật qua thánh quân, lấy công đức hóa thân hình thái xuất hiện, đều có thể như bóng với hình. Xem bộ dáng là cật qua thánh quân giữ nhà bảo vật. Tống thư hàng hôm nay đối quẻ, có chút dị ứng, nhìn thấy cật qua thánh quân đột nhiên móc ra quẻ bói lúc, khóe miệng ẩn ẩn co lại. Cật qua thánh quân sẽ không cũng là xem bói a? Cật qua, cái này âm đọc, nếu có hài âm cùng cật quái, xích quái, chỉ quái loại hình đều rất tương tự. Nếu như cật qua thánh quân phải cho ta xem bói, hôm nay nhất định phải cự tuyệt. Tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng. Bất quá cật qua thánh quân móc ra căn này quẻ bói phía sau cũng không có có thể coi là quẻ ý tứ, hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm căn này quẻ bói. Một lát sau, quẻ bói thượng tựa hồ hiện lên một chuỗi phù văn. Đứng ở tống thư hàng góc độ, nhìn không rõ ràng lắm. Mà lại cái kia phù văn cũng không biết đại biểu cho có ý tứ gì. Chẳng lẽ là cật qua thánh quân bản thân cho mình tính một quẻ. Nhưng xem bói, không đều là tính trời tính đất không tính mình sao. Đang lúc tống thư hàng nghi hoặc thời khắc, cật qua thánh quân ngẩng đầu lên, cau mày. Cật qua đạo hữu, xảy ra chuyện gì sao? Tống thư hàng thử thăm dò hỏi. Bá tống đạo hữu xin đợi ta vài phút, cật qua thánh quân đạo, sau đó hắn lại tế ra đoản kiếm, trên mặt đất khắc họa lên tới. Hắn khắc họa chính là một chương mật mã biểu. Khắc xong về sau, cật qua thánh quân nắm đầu kia quẻ bói, cùng chương này mật mã biểu đối ứng. Cái thứ nhất phù văn là tựu chữ. Cái thứ hai phù văn là thị chữ, sau đó là hiện chữ, tiếp theo là tại, cái cuối cùng là kết thúc dấu chấm câu. Hợp lại, tựu là lúc này, cật qua thánh quân lẩm bẩm nói. Tống thư hàng, cật qua thánh quân đây là đang đoán xâm. Tựu là lúc này, đây coi là có ý tứ gì, cật qua thánh quân xa vào đến trong trầm tư. Tống thư hàng hiếu kỳ hỏi, cật qua đạo hiếu, người đây là cho mình xem bói. Chẳng lẽ ngươi cũng là quẻ sư? Cật qua thánh quân lắc đầu. Không phải, bần đạo cũng không phải là quẻ sư, cái này một quẻ chính là bần đạo tại rất nhiều năm trước, từ một vị kỳ quái đạo hữu trong tay thắng tới. Thắng đến, tống thư hàng nghi hoặc, cái này quẻ bói còn có thể thông qua, thắng, phương thức làm tới. Đúng vậy, vị kia kỳ quái đạo hữu, lúc ấy muốn ta trên người một vật đi luyện chế bảo vật. Ta tự nhiên là không cho, tại là hắn đánh cá với ta một thanh kết quả hắn thua, liền đem căn này quẻ bói bại bởi ta. Về sau. Trả lại cho ta một chương đoán xâm mật mã biểu. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, vị kia kỳ quái đạo hữu, tựa hồ là cố ý đưa ta cái này chi quẻ bói. Cật qua thánh quân đạo. Căn này quẻ bói theo lý thuyết hẳn là giấu ở bản thể của hắn trên người, nhưng vừa rồi tâm hắn có cảm giác, trong ngực sờ mó lúc, vậy mà từ công đức hóa thân, trên người, móc ra căn này quẻ bói. Căn này quẻ bói không phải là phàm vật. Nhưng là, tựu là lúc này, rốt cuộc là ý gì? Cật qua thánh quân thở dài, cho nên, ta ghét nhất những này thần thần bí tất quẻ sư, nói chuyện đều không nói xong, không nên nói một nửa, lưu một nửa, làm cùng táo bón đồng dạng. Có đôi khi còn nói huyền diệu khó giải thích, để cho người ta không hiểu ra sao. Tống thư hàng. Kiểu nói này, đồng quái tiên sư thật đúng là xem bói giới lương tâm, hắn quẻ tượng luôn luôn giảng vô cùng rõ ràng.
cát quẻ, hung quẻ, thậm chí tính tới cái gì nội dung, đều sẽ từng cái nói ra, cho tới bây giờ giấu giếm. Cái này quẻ thượng không có cái khác nội dung sao? Tống Thư Hàng hỏi. Cật qua Thánh Quân lắc đầu, đem căn này quẻ bói đưa về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng đưa tay tiếp nhận căn này quẻ bói, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn không ra manh mối gì. Hắn lại quay người, đem quẻ bói đối hướng, Xích Tiêu kiếm. Xích Tiêu đạo hữu, ngươi có thể nhìn ra chút gì sao? Tống Thư Hàng hỏi. Ta đối quái toán cũng không có nghiên cứu. Xích Tiêu kiếm trả lời, hắn chỉ là một thanh thần binh, học xem bói lời nói phong cách vẽ đến lệch ra thành dạng gì. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị đem cái này quẻ bói trả lại Cật Qua Thánh Quân. Lúc này, Công Đức Xà Mỹ Nhân đột nhiên vươn tay ra, bắt hắn lại trong tay quẻ bói. Công Đức Xà Mỹ Nhân đối cái này quẻ bói có phản ứng. Nàng hôm nay lộ vẻ rất sinh động, có lẽ sẽ có biến hóa gì. Nghĩ như thế, Tống Thư Hàng liền đem quẻ bói giao cho Xà Mỹ Nhân. Cật Qua Thánh Quân cũng tò mò nhìn về phía Công Đức Xà Mỹ Nhân, cái này bá Tống Huyền Thánh Công Đức Chi Quang, hoàn toàn chính xác có chút không giống bình thường. Công Đức Xà Mỹ Nhân nắm lấy quẻ bói, đồng dạng thượng nhìn xem nhìn. Lại nói tiếp, nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Răng rắc, quẻ bói bị nàng cắn một cái nát, giống sô-cô-la bổng đồng dạng, bị ăn sạch. Sau khi ăn xong, nàng còn liếm môi một cái, vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Cật Qua Thánh Quân, Tống Thư Hàng, ta vậy mà lại đối Công Đức Xà Mỹ Nhân ôm lấy kỳ vọng, thật sự là quá ngu. Hiện tại, chi kia quẻ bói bị Công Đức Xà Mỹ Nhân ăn hết, phải bồi thường sao? Cái đồ chơi này xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư ở giữa, Công Đức Xà Mỹ Nhân eo rắn uốn éo, đi vào Cật Qua Thánh Quân bên cạnh. Tiếp đó, nàng đưa tay đặt tại Cật Qua Thánh Quân trên thân. Cật Qua Thánh Quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sau một khắc, hắn cảm giác mình thân thể có chút như nhũn ra. Lại nói tiếp, phụ thân bí pháp bị giải trừ hắn, công đức hóa thân, bị trở lại như cũ vì công đức chi quang, một lần nữa trở về đến Công Đức Xà Mỹ Nhân thể nội. Công Đức Xà Mỹ Nhân bởi vì vỡ nát mấy lần mà rút lại thân thể, thật nhanh trở về hình dáng ban đầu. Đợi chút nữa, xin chờ một chút, chỉ để cho ta trước hiểu rõ, tự là lúc này, là có ý gì. Lại cho ta một chút xíu thời gian, Cật Qua Thánh Quân kêu lên. Hắn cảm giác cái kia một quẻ, rất có thể cùng bá Tống Huyền Thánh kỳ quái Công Đức Chi Quang có quan hệ. Đáng tiếc, Công Đức Xà Mỹ Nhân căn bản không cho hắn cơ hội. Phụ thân bí pháp, bị cưỡng chế giải trừ. Công đức phân thân tiêu tán, Cật Qua Thánh Quân ý thức trở về bản thể. Xa xôi trên Hoa Sơn. Một vị cầm trong tay đoản kiếm, Phất Trần đạo nhân mở to mắt, sắc mặt hắn hơi có chút tái nhợt. Bí pháp kéo dài thời gian thoáng hơi dài, cũng may di chứng không tính lớn. Hắn đưa tay trong ngực lấy ra đan dược, một thanh nuốt vào. Mà đang sờ đan dược thời điểm, một cây quẻ bói từ trong ngực của hắn rơi ra. Cật Qua Thánh Quân khúc thân nhặt lên căn này quẻ bói. Quẻ bói bên trên, nhiều một chuỗi phù văn, cùng vừa rồi đồng dạng, phiên dịch tới là tự là lúc này, ý tứ. Cho nên nói, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Cật Qua Thánh Quân lá gan đau. Tự là lúc này nếu như theo mặt chữ thượng ý tứ, chỉ chính là hắn cùng bá Tống Huyền Thánh hoặc là bá Tống Huyền Thánh Công Đức Chi Quang gặp nhau thời điểm. Gặp nhau thời điểm, chuyện gì xảy ra? Không được, ta phải lại đi tiếp xúc một chút vị này bá Tống Huyền Thánh. Cật Qua Thánh Quân thầm nghĩ trong lòng. Hắn cảm giác, bản thân tấn thăng, kiếp tiên, hy vọng, có lẽ ngay tại vị này bá Tống Huyền Thánh trên người. Vừa rồi căn này quẻ bói, hiển nhiên là cùng bá Tống Huyền Thánh hoặc là hắn Công Đức Chi Quang sinh ra phản ứng. Suy tư đến tận đây, Cật Qua Thánh Quân nhún người nhảy lên, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Đằng không mà lên phía sau Cật Qua Thánh Quân hiện ra bản thân bản thể. Một đầu to lớn vô cùng cá voi thân hình xuất hiện ở trong trời đêm. Hắn cũng không phải là nhân loại tu sĩ, mà là một đầu tu luyện có thành tựu có được thần thú huyết mạch cự kình. Bản thể của hắn, nắm giữ một cái đảo nhỏ lớn nhỏ. Đồng thời, cá voi dưới thân có cường tráng móng vuốt, toàn thân mọc đầy cứng rắn lân giáp, nhìn qua rất là uy vũ. Hóa ra bản thể phía sau Cật Qua Thánh Quân triển khai độn pháp, nhanh chóng hướng về phía trước xuyên thẳng qua. Một bên khác, Công Đức Xà Mỹ Nhân khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí, Tống Thư Hàng ẩn ẩn cảm giác mình công đức chi lực lại tăng mạnh một số. Có lẽ Xà Mỹ Nhân tại rút về Cật Qua Thánh Quân, công đức hóa thân, thời điểm, còn bổ sung lấy thu điểm lợi tức.
công đức xà mỹ nhân khôi phục phía sau thân hình tan về Tống Thư Hàng trong thân thể ngay tiếp theo, Xích Tiêu kiếm, vậy mà cũng cùng nhau bị đưa vào Tống Thư Hàng thân thể. Chuyện tối nay, cuối cùng có một kết thúc. Tô Thị A Thập Lục hỏi, tiếp xuống đi đâu? Thì cùng Tiểu Thải lưu tại ta hạch tâm thế giới bên trong, nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Ta nghĩ về một chuyến Văn Châu Thị trong nhà nhìn xem, bất quá bây giờ thời gian hơi trễ. Không bằng, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một đêm. Tống Thư Hàng đạo. Tô Thị A Thập Lục đột nhiên nói, ta nghĩ đi xem biển. Nhìn biển, hiện tại, Tống Thư Hàng hỏi. Tô Thị A Thập Lục, Tốt, vậy chúng ta đi nhìn biển. Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn một chút địa đồ, Văn Châu Thị chính là bờ biển thành thị. Chúng ta thuận cái phương hướng này thẳng tắp tiến lên, thuận lợi, trước khi trời sáng có lẽ có thể đến bờ biển. Tốc độ của hai người so dự tính phải nhanh, rạng sáng 3 giờ tả hữu, liền đã đến bờ biển. Hai người tìm một chút không người bãi cát chỗ, lặng lẽ hạ xuống. A Thập Lục tâm tình rất tốt, nàng bỏ đi giày sang đần, chân trần đạp ở bãi cát mềm mại bên trên, trong suốt ngón chân lâm vào cát cát bên trong. Gió biển thổi qua, thổi loạn nàng tóc ngắn. Tống Thư Hàng cùng ở sau lưng nàng, trong gió còn mang theo A Thập Lục trên người thơm ngọt khí tức. A Thất nói hắn bắt đầu độ kiếp rồi. A Thập Lục đột nhiên nói. Tống Thư Hàng cười đáp, lấy A Thất tiền bối thực lực, chỉ là ngũ phẩm tấn lục phẩm thiên kiếp, khẳng định khó không được hắn. Liền xem như hiện đại hóa thiên kiếp, A Thất tiền bối cũng khẳng định có biện pháp ứng đối. A Thập Lục nhẹ gật đầu. Tô Thị A Thất, mạnh nhất ngũ phẩm, xưng hào, thế nhưng là hắn dựa vào bản thân đao trong tay xông ra tới, lấy thực lực của hắn, ngũ phẩm tấn lục phẩm thiên kiếp, nhất định có thể bình an vượt qua. A Thập Lục ngồi xổm xuống, nhặt lên một cái vỏ sò, sau đó dụng lực đem hắn ném về đại hải. Vỏ sò như mũi tên, bắn vào sóng biển bên trong, sau đó lại, phanh, một chút nổ tung, liền như là cự thạch bị ném vào đại hải. A Thập Lục phủi tay thượng hạt cát, nhếch miệng lên, duỗi lưng một cái. Nàng lại đột nhiên nói, Thư Hàng, chúng ta xuống dưới bắt cá đi. Bắt một đầu rất lớn cá mang về thế nào? Tống Thư Hàng tốt, ngươi chuẩn bị bắt bao lớn cá? Càng lớn càng tốt, A Thập Lục nói nhẹ, đem giày ném tới trên bờ cát, sau đó hướng đại hải chạy tới. Tống Thư Hàng vẫy tay, đưa nàng giày thu nhập tới tay xuyên pháp khí, sau đó theo sát lấy nàng. Tô Thị A Thập Lục chân nhỏ bước vào mặt biển thời điểm nước biển từ nàng ngón chân lướt qua, mang đi nàng trên bàn chân hạt cát. Nàng thả người nhảy lên, lặn xuống nước. Tống Thư Hàng chỉ có thể theo sát phía sau, ai Thập Lục, chờ hạ ta. Chương 1156, cá voi to lớn một nồi hầm không được. Tống Thư Hàng không nghĩ tới Tô Thị A Thập Lục lặn xuống nước năng lực xuất sắc như thế, nàng liền cùng đầu mỹ nhân ngư giống như, vừa chui đến trong nước phía sau trắng nõn nả chân nhỏ đong đưa, thật nhanh bơi xa. Tống Thư Hàng liền y phục cũng không kịp thoát, chỉ có thể hết sức đi theo bơi đi lên. A Thập Lục càng bơi càng nhanh, càng lặn càng sâu, nàng sử dụng nín thở pháp môn, thân hình nhanh nhẹn tại đáy biển du thoán lấy. Tống Thư Hàng đuổi một hồi phía sau tạm thời dừng lại. Hắn chưa từng học qua nín thở pháp môn, mặc dù chỉ mặc hắn tứ phẩm thực lực, thật lâu không hô hấp cũng không thành vấn đề, bất quá ấm ức chung quy không phải một kiện thoải mái sự. Cũng may, hắn trước kia từ Bạch Tôn giả nơi đó học được một cái, quy thức thuật, tiểu pháp thuật, hắn thật nhanh ở lòng bàn tay vẽ xuống một cái phù văn, đem quy thức thuật thi triển trên người mình. Sau đó, hắn tiếp tục theo sát lấy A Thập Lục, hướng đáy biển chỗ sâu kín đáo đi tới. Cũng không biết lặn bao lâu khoảng cách. Đột nhiên, A Thập Lục tại một khối đá ngầm đằng sau dạo qua một vòng, biến mất ở Tống Thư Hàng trước mắt. Thập Lục, Tống Thư Hàng sử dụng truyền âm nhập mật phương thức, liên hệ Tô Thị A Thập Lục. Nhưng Tô Thị A Thập Lục nhưng không có trả lời. Tống Thư Hàng vội vàng tăng thêm tốc độ, lặn xuống khối kia đá ngầm về sau. Sau đó, hắn nhìn thấy Tô Thị A Thập Lục ngồi dựa vào trên đá ngầm. Cả người nổi trôi, mảnh khảnh trên hai chân vạt áo động lên. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ rừng rực, nhìn thấy Tống Thư Hàng tới phía sau lộ ra một cái nho nhỏ tiếu dung. Mệt mỏi, Tống Thư Hàng hỏi. Tô Thị A Thập Lục lắc đầu. Đó là tìm tới con mồi sao? Tống Thư Hàng cẩn thận bơi tới Thập Lục bên người, tiếp tục truyền âm hỏi. Đang khi nói chuyện, ao ao ao, Tống Thư Hàng nghe được một trận thanh âm kỳ quái. Hắn phóng nhãn. Hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại mơ hồ trong đó, hắn nhìn thấy nơi xa, tựa hồ có một đầu màu trắng long ảnh nhanh chóng vọt qua. Long, Tống Thư Hàng vô ý thức đạo.
Tô Thị A Thập Lục nhẹ gật đầu. Này lúc, đầu kia Bạch Long đã càng bơi càng xa, rất nhanh biến mất ở trong mắt Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy Bạch Long, vận khí của chúng ta không tệ. Tô Thị A Thập Lục hì hì cười một tiếng. Tiếp đó, nàng lôi kéo Tống Thư Hàng ống tay áo, đứng lên. Nhưng đứng ở một nửa lúc, thân thể của nàng lại theo hải lưu đong đưa. Ta không động được, cõng ta bơi một hồi. Tô Thị A Thập Lục đảo. Ngươi vừa rồi không còn nói không mệt mỏi sao? Tống Thư Hàng cười nói, sau đó quay người, đem Tô Thị A Thập Lục cõng lên. Hừ, Tô Thị A Thập Lục hừ nhẹ một tiếng, đầu tựa vào Tống Thư Hàng trên bờ vai. Khóe mắt của nàng, nhìn về phía Bạch Long đi xa phương hướng. Liên quan tới Bạch Long sự tình bởi vì một cái ước định, nàng tạm thời không thể nói cho Tống Thư Hàng. Cho nên, tạm thời để cho nàng giấu giếm một chút thời gian đi. Bạch Long hiện tại muốn đi chính là, Long Vương Điện, Tô Thị A Thập Lục thân phận cũng không thích hợp quá khứ, nơi đó là hải tộc cấm địa. Bạch Long lúc rời đi, mang đi nàng toàn thân năng lượng, cho nên nàng mới lộ vẻ suy yếu như vậy, nửa ngày đều không chậm tới. Chúng ta về bờ sao? Tống Thư Hàng hỏi. Tô Thị A Thập Lục không, chúng ta còn không có bắt được cá đây. Chúng ta lại lặn một hồi, chờ ta khôi phục một số phía sau chúng ta bắt một đầu thật to cá. Tống Thư Hàng, ha ha, tốt ha, thật to cá, càng lớn càng tốt. A Thập Lục đã muốn một con cá lớn, vậy thì tìm xem đi. Tại đáy biển, hình thể lớn loài cá cũng không hiếm thấy. Tốt nhất còn mỹ vị hơn một số. Tìm xem nhìn, có thể hay không tìm tới dài hơn một mét loài cá. Tống Thư Hàng cõng A Thập Lục, sau đó tế ra, bảo đao phách toái, tại đáy biển xuyên thẳng qua. Nhanh lên, nhanh lên. Phía trước con cá kia nhìn qua rất lớn bộ dáng. A Thập Lục vui vẻ nói. Tống Thư Hàng, nắm chặt. Bảo đao phách toái tăng tốc độ, hướng phía đầu kia nhìn qua có dài hơn một mét cá lớn phóng đi. Cũng không biết con cá này có thể ăn được hay không, dù sao trước đuổi theo lại nói. Chỉ là đáy biển hoạt động chung quy không bằng lục địa, mà lại đại hải là cá sân nhà. Tống Thư Hàng cõng A Thập Lục, đuổi theo, cái kia cá lại đột nhiên mất dấu rồi. Nếu không, một hồi lại tìm đến cá lớn, trực tiếp một đạo đao khí chém đi tới. Tống Thư Hàng liệt nha đạo. Tô Thị A Thập Lục, như thế có ý gì? Chúng ta muốn bắt sống, mới có thú. Vậy chỉ dùng thánh ấn công năng, trực tiếp trói buộc bọn chúng. Tống Thư Hàng đạo. Tốt như vậy không có ý nghĩa, dùng hai tay đuổi theo bắt có nhiều thú. Dù sao chúng ta lại không đuổi thời gian, coi như là chơi, sau đó luyện tập ngươi ngự đao phi hành trình độ. Tô Thị A Thập Lục. Ấy nơi đó lại có một con cá lớn, chúng ta nhanh lên. Tại không sử dụng, đao ý, đao khí, thánh ấn, loại hình gian lận năng lực, truy cá thật đúng là việc cần kỹ thuật. Người ngự đao phi hành còn chưa đủ linh hoạt đây. Tô Thị A Thập Lục đảo. Tống Thư Hàng, Vọng Thiên, bởi vì ngươi dạy ta ngự đao phi hành đao độn bá vương, là thẳng tắp kiểu bạo phát đó a. Cũng đúng, Tô Thị A Thập Lục đảo. Ta thử lại lấy truy một lần, nếu như không được. Chúng ta liền đổi loại phương pháp bắt cá. Tống Thư Hàng đảo. Sau đó, tại sau 15 phút, Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục một mặt mộng bức. Hai người, bắt, đến một đầu lớn cá lớn. Thần đặc mã cá lớn, con hàng này có một hòn đảo nhỏ lớn như vậy. Tốt a, nghiêm túc tới nói, con hàng này còn không phải, loài cá con hàng này là một đầu biến dị cá voi. Ha ha ha, bá Tống đạo hữu, các ngươi tại bắt cá a. Ha ha ha, không cẩn thận, ta liền bị các ngươi bắt ở a. Đầu này to lớn cá voi phát ra oa ha ha tiếng cười quái dị. Tống Thư Hàng nhìn qua đầu này so hải đảo còn lớn cá voi, tâm hảo tắc. Con hàng này là ai a? Vừa lên đến, phảng phất nhận biết mình đồng dạng, một mặt như quen thuộc. Tốt a, Thập Lục, con cá này, đủ lớn. Tống Thư Hàng cười khan nói. Tô Thị A Thập Lục, cá voi không phải cá. Mà lại lớn như vậy, một nồi cũng hầm không được. Tống Thư Hàng. To lớn cá voi. Hừm, lớn như vậy, một nồi hoàn toàn chính xác hầm không được. Bất quá không quan hệ, có thể chia mấy nồi đến hầm, có thể hương á. Lúc này, một cái si ngốc thanh âm đột nhiên từ Tống Thư Hàng mấy người bên người truyền đến. Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục cùng Cự Kình đều là trong lòng giật mình, hướng bên cạnh nhìn lại. Đặc biệt là Cự Kình, cật qua Thánh Quân, lấy hắn bát phẩm thực lực, bị người đến gần rồi, vậy mà không có chút nào phát giác, cái này không khỏi thật là đáng sợ. Hai người một cá voi quay đầu lúc,
liền nhìn thấy một vị nho sinh chính cười ngây ngô đứng ở một bên. Hắn tóc tai bù xù, y phục không ngay ngắn, trên chân giày cũng chỉ còn lại một đầu. Chỉ là trên người hắn, có cường đại tiên năng đang cuộn trào, thỉnh thoảng nhấc lên một mảnh đáng sợ thủy triều. Cửu phẩm kiếp tiên. Này lúc, cái này cười ngớ ngẩn nho sinh, chính đầy miệng nước bọt nhìn qua to lớn cá voi, lập lại có thể hương á. Cật qua thánh quân toàn thân lân phiến đều đứng đấy. Ánh mắt của đối phương bên trong, tràn đầy trần trụi dục vọng, đó là thật muốn đem hắn mở ra, chia mấy nổi đến hầm. Đạo hữu chớ làm loạn, tại hạ Cật qua đạo nhân, tu luyện đại công đức, cùng nho môn cũng có rất thâm hậu giao tình đến. Ta biết nho ra thật nhiều vị hành giả, là người một nhà. Cật qua thánh quân lớn tiếng kêu lên. Nho môn, cái kia si ngốc nho sinh nghiêng đầu, suy tư. Nho ra ô ô ô ô, đột nhiên, cái này ngu dại thư sinh khóc lớn lên, sau đó hướng về nơi xa chạy như điên. Thực lực của hắn cường đại đến cực điểm, nước biển căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Hắn mạnh mẽ đâm tới, ngạnh sinh sinh đem nước biển đụng thành hai nửa. Tại hắn chạy qua vị trí, nước biển dựng ngược mà lên, dựng đứng thành biển tường. Cứ như vậy, khóc nháo, ngu dại thư sinh càng đi càng xa, rất nhanh tan biến tại Tống thư hàng mấy người trong mắt. Cật qua thánh quân nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, hắn thật sự cảm giác mình muốn bị cắt đứt nấu canh. Địa cầu thật là nguy hiểm, hắn quả nhiên vẫn là về ngoài hành tinh tương đối tốt. Tống thư hàng nhìn qua xa như vậy đi nho sinh, chỉ cảm thấy bộ dáng của đối phương rất là nhìn quen mắt. Hắn cẩn thận lục soát trí nhớ của mình, đột nhiên nhãn tình sáng lên. Thánh nhân tọa hạ 13 kiếp tiên đứng đầu, đạo tử. Tống thư hàng lẩm bẩm nói. Hắn từng tại Nho gia Bạch Vân Thư viện trên quảng trường, nhìn qua Nho gia 13 kiếp tiên pho tượng. Cầm đầu cái kia một tòa, đạo tử giống, đang cùng vừa rồi lao nhanh mà đi ngu dại nho sinh giống như đúc. Nho gia, nho môn, Tống Thư Hàng khe khẽ thở dài. Hắn cùng nho môn ở giữa, cũng có rất sâu nhân quả. Nếu như vị này, si nho sinh, thật sự là đạo tử, đợi sau khi trở về, liền đem việc này nói cho Hằng Hỏa Chân Quân đi. Sau đó, Tống Thư Hàng lại nhìn phía trước mắt cái này so đảo nhỏ còn to lớn quái cá voi, Cật qua đạo hữu. Không nghĩ tới, Cật qua thánh quân lại là một đầu cự kình. Mà lại, đối phương thật đúng là chấp nhất, ngàn dặm xa xôi từ Hoa Sơn chạy tới là vì trước đó cái kia một quẻ sao. Tô Thị A thập lục tựa ở Tống Thư Hàng trên lưng, cặp mắt của nàng nửa khép nửa mở, có chút mỏi mệt, mệt dã rời. Bá Tống đạo hữu, cái kia, thật là đúng dịp, chúng ta lại gặp mặt. Cật qua thánh quân cười ha ha nói. Tống Thư Hàng. Xảo cái đại đầu quỷ a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tống Thư Hàng thấy rõ Cật qua thánh quân toàn cảnh lúc, đột nhiên trong lòng hơi động. Cật qua thánh quân thân thể chỉnh thể thượng là lấy cá voi, làm nguyên mẫu, đồng thời toàn thân bao trùm lấy thật dày cá voi phiến, lại có tráng kiện lợi chảo, đỉnh đầu còn có bén nhọn sừng thú. Thậm chí tại lân phiến phía dưới, còn ẩn giấu đi con mực xúc tu. Cái này hoàn toàn là nhân vật phản diện quái thú mô bản, phóng tới phim hoạt hình bên trong, thỏa thỏa muốn bị lồi lõm mạn cuồng đánh loại kia. Bất quá đây không phải trọng điểm. Nhưng trọng điểm là Cật qua thánh quân bộ dáng, để Tống Thư Hàng cảm giác nhìn quen mắt. Ý thức của hắn chìm vào bản thân bản mệnh đan điền bên trong. Ở nơi đó, có một đầu phì kình hư đan, uể oải lơ lửng ở bản mệnh đan điền bên trong, từ Tống Thư Hàng trong thân thể hấp thu dinh dưỡng, tranh thủ sớm ngày phát dục hoàn thành. Trở thành chân chính tứ phẩm hư đan. Tống Thư Hàng phát hiện, bản thân phì kình hư đan vậy mà cùng Cật qua thánh quân có 60% trở lên tương tự độ. Thật là đúng dịp. Tốt a, bá Tống đạo hữu, ta là cố ý đến tìm ngươi. Cật qua thánh quân ho một tiếng, nói, nguyên nhân ngươi cũng biết, trước đó cái kia một quẻ kết quả, ta rất để ý. Ta luôn cảm giác, cái kia một quẻ sẽ xuất hiện nguyên nhân cũng là bởi vì ta cùng bá Tống đạo hữu hoặc là cùng ngươi công đức chi quang tiếp xúc nguyên nhân. Tống Thư Hàng thở dài, tốt a, Cật qua đạo hữu, ngươi muốn cho ta làm sao trợ giúp ngươi. Chương 1157, muốn biết càng nhiều tin tức mời trưng cầu ý kiến. Nói thật, ta cũng không biết muốn mời bá Tống đạo hữu làm sao giúp ta. Cật qua thánh quân ngửa mặt nhìn lên bầu trời, buồn bã nói. Cái kia một quẻ tựu là lúc này. Rốt cuộc là ý gì, Cật qua chính mình cũng không có đầu mối. Chỉ biết là cái này một quẻ khẳng định cùng Tống Thư Hàng hoặc là hắn công đức chi quang có quan hệ, thậm chí nói không chừng có thể làm cho hắn tìm tới đột phá cảnh giới khế bởi vì, trùng kích cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới. Nhưng muốn làm thế nào,
hắn hoàn toàn không biết. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, cái kia cật qua đạo hữu, đã ngươi tìm tới ta, luôn có ý tưởng gì a? Đừng nói cho ta, ngươi là đầu não nóng lên, liền tìm tới cửa rồi. Kỳ thật ta cũng không có gì ý nghĩ, chính là đầu não nóng lên, liền trực tiếp tìm tới các ngươi. Cật qua thánh quân thành khẩn nói. Tống Thư Hàng, ta còn có thể đậu đen rau muống cái gì, ta cũng rất tuyệt vọng a. Cho nên, ta có một cái ý nghĩ. Cật qua thánh quân lên tiếng nói, nếu như bá tống đạo hữu không chê, ta nghĩ gần nhất cùng bá tống đạo hữu ở chung một chỗ, sinh hoạt một đoạn thời gian. Ta cam đoan sẽ không quấy rầy bá tống đạo hữu sinh hoạt, ta liền yên lặng ở tại bên cạnh ngươi, khi một cái tiểu trong suốt. Thật sự không đi, ngươi coi như là bắt một con cá lớn. Tống Thư Hàng, liền ngài hòn đảo nhỏ này lớn hình thể, làm sao cũng tiểu trong suốt không nổi có được hay không? Mà lại, một vị cường lực huyền thánh ở tại bên cạnh mình, đây là muốn trở thành bao nhiêu độ sáng đèn pháo. Còn nữa, Tống Thư Hàng trên người có rất nhiều thứ, cũng không muốn để ngoại nhân biết. Một vị huyền thánh một tấc cũng không rời ở bên cạnh hắn, tự ẩn phương diện liền rất phiền phức. Không được sao, cật qua thánh quân đáng thương hỏi. Tống Thư Hàng, nói như thế cật qua đạo hữu, người cùng ta đây mới là lần thứ hai gặp mặt. Người và ta quan hệ trong đó. Nhưng không có tốt đến một tấc cũng không rời sinh hoạt chung một chỗ trình độ. Cật qua thánh quân cười khổ, trên thực tế, hắn tự nhiên cũng biết điểm này. Nhưng là, trong tay hắn cái kia một quẻ ký, quan hệ đến hắn có thể hay không bước vào cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới, cho nên coi như mặt dạn mày dày, hắn vẫn là tìm đến Tống Thư Hàng. Thậm chí trong lòng của hắn đều làm tốt dự tính xấu nhất, coi như Tống Thư Hàng cự tuyệt cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ, hắn cũng phải mặt dạn mày dày lại dưới. Đến lúc đó, hắn mắng không nói lại, đánh không hoàn thủ, bá tống đạo hữu cũng đuổi không đi hắn. Cùng tấn thăng cửu phẩm kiếp tiên thời cơ so ra, ra mặt tính là cái gì chứ? Tống Thư Hàng nhìn thấy cật qua thánh quân ánh mắt kiên định, đầu liền ẩn ẩn chướng đau hắn ước lượng có thể đoán ra cật qua thánh quân dự định, cái này gia hỏa chỉ sợ chuẩn bị ỉ lại vào hắn. Nếu như không muốn để cho cái này gia hỏa ỉ lại vào mình, tốt nhất nghĩ biện pháp giải quyết đối phương phiền phức. Ít nhất cũng phải giải quyết cái kia một chi quẻ bói, ý tứ. Suy tư một lát sau, Tống Thư Hàng hỏi, cật qua đạo hữu, người chỉ rũ thuật trình độ như thế nào? Ha ha, cái này ta lấy tay vô cùng. Mà lại, trong tay của ta còn có chữa trị hiệu quả đặc biệt mạnh đan dược, kỳ danh Long Kình Đan, khôi phục hiệu quả cấp một bổng. Cật qua thánh quân vội vàng bản thân chào hàng. Hắn coi là Tống Thư Hàng là muốn cùng hắn nói điều kiện. Cái kia Long Kình Đan lai lịch không nhỏ. Là cật qua thánh quân dùng bản thân thánh huyết luyện chế. Hắn người mang thần thú huyết thống, cùng người chiến đấu sau khó tránh khỏi hội thụ thương. Sau khi bị thương máu tươi, hắn cũng không lãng phí. Dứt khoát mang về, khai lò luyện đan, luyện ra đan dược hiệu quả còn rất không tệ. Đã như vậy, ta có một cái bí pháp, có lẽ có thể thử một lần, nói không chừng có thể giải mở ngươi cái kia quẻ bói. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Cật qua thánh quân, dùng bí pháp giải khai quẻ bói. Bá tống đạo hữu không phải là muốn hù ta đi, trên đời này lại ở đâu ra dạng này bí pháp. Tóm lại, để cho ta thử một lần đi, cật qua đạo hữu người chuẩn bị kỹ càng chỉ rũ thuật cùng Long Kình Đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tống Thư Hàng đạo, cật qua thánh quân nhẹ gật đầu. Ngươi lại phải sử dụng cái kia bí pháp sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi, nàng biết Tống Thư Hàng xem xét bí pháp, sử dụng lúc lại phun lớn máu. Thử nhìn một chút lại nói. Cái bí pháp này ta hiện tại khống chế tiêu chuẩn so trước kia phải mạnh hơn, nếu như cần giá quá lớn, ta ngay lập tức sẽ đình chỉ bí pháp. Tống Thư Hàng đáp. Theo hắn đối, xem xét bí pháp, càng ngày càng hiểu rõ, hắn hiện tại đã không cần lo lắng bàn tay không cẩn thận đập tới địa cầu, liền phun máu mà chết khả năng. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu hồi bản thân trên tay phải bao tay, sau đó đưa tay đặt tại cật qua thánh quân trên thân thể. Hắn cũng không biết cật qua thánh quân đầu kia, quẻ bói, vẫn còn, hắn còn tưởng rằng quẻ bói đã bị công đức xà mỹ nhân gặm được, cho nên không có đi xem xét đầu kia quẻ bói, mà là trực tiếp xem xét cật qua thánh quân bản thể. Xem xét bí pháp phát động. Tống Thư Hàng trên cánh tay, trống rỗng xuất hiện mấy đạo vết thương, chảy máu lượng cực lớn, huyết dịch là phun ra. Đồng thời, trong mắt của hắn có phù văn màu vàng chảy ra, rơi vào cật qua thánh quân trên thân. Phù văn màu vàng tại cật qua thánh quân trên người hóa thành đồng hồ, kim đồng hồ nghịch chuyển. Một lát sau, phù văn màu vàng trở về Tống Thư Hàng con ngươi. Mà Tống Thư Hàng trên người, bắt đầu xuất hiện càng nhiều vết thương,
hoặc sâu hoặc cạn, trong nháy mắt liền đem hắn nhuộm thành huyết nhân. Cật qua thánh quân mở to hai mắt nhìn, hắn chưa từng thấy tà môn như vậy bí pháp. Bá Tống đạo hữu cái này chảy máu lượng, nhìn lấy đều để hắn cảm giác đặc biệt không có ý tứ, bởi vì những máu tươi này, là vì hắn nguyên nhân chảy ra. Hô hô hô, chỉ dũ thuật, Tống Thư Hàng thu về bàn tay, kêu lên. Cật qua thánh quân sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, liên tiếp 7-8 cái chỉ dũ thuật điên cuồng rơi trên người Tống Thư Hàng, chữa trị miệng vết thương của hắn. Đồng thời, hắn lại lấy ra một cái xích hồng sắc đan dược, nhét vào Tống Thư Hàng trong tay. Tống Thư Hàng tiếp nhận đan dược, nhưng không có lập tức ăn vào miệng vết thương trên người hắn nhìn qua nghiêm trọng, nhưng trên thực tế đều là vết thương da thịt. 7-8 cái chỉ dũ thuật xuống tới, liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là đau đớn vẫn còn, đau muốn mạng. Đồng thời, thuộc về cật qua thánh quân, tin tức, bắt đầu tràn vào trong đầu của hắn. Cá voi cật qua, thánh hào, cật qua thánh quân, đạo hiệu, song toàn đạo nhân, bát phẩm huyền thánh cảnh giới đỉnh cao. Có được thần thú huyết thống biến dị cự kình, tu luyện, tất 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 tất, còn sót lại công pháp thế gian song toàn pháp công đức thuật tương lai hoàn thành bản, hiện khốn tại bát phẩm cảnh giới, thật lâu không cách nào đột phá. Từ xem xét kết quả đến xem, cật qua thánh quân thánh hào, vậy mà không phải đạo hiệu của hắn, ngược lại là thú vị. Thế gian song toàn pháp công đức thuật, bí pháp này Tống Thư Hàng cũng là lần đầu tiên nghe được. Nhưng môn công pháp này người sáng tạo nhất định rất sâu. Cho đến nay, tại Tống Thư Hàng sử dụng xem xét bí pháp lúc, gặp gỡ liền tin tức đều không thể dám định ra tới tình huống, bình thường đều dính đến trường sinh giả, mà lại phần lớn là loại kia còn sống trường sinh giả đại năng. Bất quá môn công pháp này, tựa hồ vẫn chưa hoàn thành. Đây chính là, cật qua thánh quân, một mực bị khốn ở bát phẩm cảnh giới, không được tiến thêm nguyên nhân. Nhưng là, có thể tấn thăng huyền thánh tu sĩ, mỗi một cái đều là thiên tư tung hoành hạng người, thế gian song toàn pháp công đức thuật đã vẫn chưa hoàn thành, cái kia lấy cật qua thánh quân thực lực, hoàn toàn có thể tự mình động thủ, đem môn công pháp này cho bù đắp. Coi như mình bù đắp bộ phận, không bằng công người sáng tạo người, nhưng dù sao cũng so kẻ tại bát phẩm huyền thánh cảnh giới muốn tốt ha. Thậm chí lui một bước mà nói, cật qua thánh quân hoàn toàn có thể đổi tu những công pháp khác, trực chỉ kiếp tiên công pháp. Tống Thư Hàng hiếu kỳ ngắm nhìn cật qua thánh quân, chẳng lẽ cật qua thánh quân liền không có cân nhắc qua hoàn thiện môn công pháp này? Cật qua thánh quân, bá Tống đạo hữu có kết quả sao? Cật qua đạo hữu, ngươi không có suy nghĩ qua hoàn thiện công pháp của mình, hoặc là dứt khoát chuyển tu những công pháp khác sao? Tống Thư Hàng trực tiếp hỏi. Cật qua thánh quân thân hình dừng lại. Bá Tống huyền thánh, bí pháp, quả nhiên lợi hại, thậm chí ngay cả hắn công pháp không hoàn chỉnh sự tình đều cảm ứng ra tới. Lại nói, vừa rồi hoàn toàn chính xác có trong nháy mắt, bản thân phảng phất bị lột sạch đồng dạng, biến không có chút nào bí mật. Dạng này bí pháp quá lưu manh, về sau tuyệt đối không thể để cho bá Tống huyền thánh tay, sờ đến bản thân thân thể thuần khiết, cật qua thánh quân thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn đáp, tốt gọi bá Tống đạo hữu biết. Cũng không phải là ta không muốn chuyển tu cái khác công pháp, mà là ta căn bản là không có cách chuyển tu. Thở dài, cật qua tiếp tục nói, ta tu luyện công pháp, cực kỳ cường đại, nó người sáng tạo quả thực là lấy nhìn xuống chư thiên vạn giới người tu luyện góc độ, sáng tạo ra bộ công pháp kia. Công pháp này cường đại lại bá đạo, khi ta tu luyện tới huyền thánh cảnh giới lúc, thân thể của ta đã biến chỉ thích hợp bộ công pháp kia, không cách nào lại chuyển tu hắn pháp. Còn bù đắp hắn, ta căn bản không có thủ đoạn này. Công pháp người sáng tạo chỗ đứng quá cao, ta thậm chí ngay cả thiếu gấm chắp vải thô đều làm không được. Có đôi khi, một bộ công pháp người sáng tạo quá treo, cũng là rất nhức cả chứng sự. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, xem ra, nếu muốn giải quyết cật qua thánh quân vấn đề, còn cần càng nhiều tin tức hơn. Trọng yếu nhất chính là hắn cần cùng cây kia, quẻ bói, có liên quan tin tức. Tại là, Tống Thư Hàng tiếp tục yên lặng thôi động, xem xét bí pháp. Đồng thời trong đầu suy tư cây kia quẻ bói bộ dáng, còn có tựu là lúc này quẻ quả. Rất nhanh, lại có một bộ phận tin tức phù hiện ở Tống Thư Hàng não hải. Tựu là lúc này, cho nên, thành thật hỏi ra vấn đề của ngươi. Thế gian song toàn pháp công đức thuật công pháp, dừng bước tại bát phẩm cảnh giới, như muốn thu hoạch được càng nhiều tin tức, mời trưng cầu ý kiến viễn cổ thiên đình chi hoa thăng phần trăm nhân tiên tử. Tống Thư Hàng, tựu là lúc này, cho nên hỏi ra vấn đề của ngươi. Đây chính là quẻ quả. Mặt khác, hắn cũng muốn lên một sự kiện, thăng phần trăm nhân tiên tử cũng là tu luyện công đức bí pháp. Bắc Phương Đại Đế đã từng lỡ lời nói qua, tiểu hữu, thăng phần trăm nhân công đức chi quang hình thái, tại sao lại xuất hiện ở trên người của ngươi?
Lúc đó, Bắc Phương Đại Đế Lầm đem Tống Thư Hàng sau lưng cụ hiện hóa công đức xà mỹ nhân, ngộ nhận là thăng phần trăm nhân công đức chi quang hình thái. Nhưng bây giờ, vấn đề tới. Công đức xà mỹ nhân hiện tại vẫn là công đức chi quang cụ hiện hóa, hình thái. Tống Thư Hàng kỳ thật ở trong lòng hoài nghi tới, bản thân công đức chi quang, có phải hay không là thăng phần trăm nhân tiên tử phục sinh thủ đoạn. Nhưng ít ra trước mắt, công đức xà mỹ nhân còn không có cùng người hoàn chỉnh trao đổi năng lực. Nàng hiện tại, hội giả chết, hội nuốt kiếm, lại ở giả chết lúc phát ra kịch truyền hình đoạn ngắn, nhưng nàng bản thân chưa từng có cùng Tống Thư Hàng tiến hành đúng nghĩa giao lưu. Trưng cầu ý kiến nàng, có thể hỏi ra thứ gì? Được rồi, lấy ngựa chết làm ngựa sống, thử nhìn một chút, dù sao cũng sẽ không thiếu một mao tiền. Tống Thư Hàng suy tư, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem công đức xà mỹ nhân triệu hoán đi ra. Chương 1158, bì bì cá voi chúng ta đi. Công đức xà mỹ nhân hiện thân, nàng lần này khó được ổn trọng, khéo léo trang nhã hiển hiện sau lưng Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cũng không biết nàng, giả chết. Nuốt kiếm, yêu thích, đến cùng là thăng phần trăm nhân tiên tử trước kia yêu thích. Vẫn là nàng trở thành công đức chi quang phía sau tiến hóa đi ra yêu thích. Đưa nàng triệu hoán đi ra phía sau Tống Thư Hàng quay người, cùng công đức xà mỹ nhân mặt đối mặt. Tiếp đó, hắn thử dùng, giao lưu tinh thần, phương thức, cùng công đức rắn mỹ tử tiến hành giao lưu, đem thế gian song toàn pháp công đức thuật sự tình thuật lại cho nàng. Không có cách. Cũng không thể ngay trước cật qua thánh quân diện cùng công đức xà mỹ nhân tiến hành ngôn ngữ giao lưu nói như vậy, sẽ bị xem như bệnh nhân, sau đó bị bí đao thánh quân dùng, quan tâm, ánh mắt liếc nhìn. Một lát sau, cùng công đức xà mỹ nhân ở giữa giao lưu tinh thần, không có kinh hỉ, cuối cùng đều là thất bại. Chí ít giai đoạn hiện nay xà mỹ nhân, cũng không có, giao lưu cái này công năng. Tống Thư Hàng thở dài, đã như vậy. Muốn thế nào, trưng cầu ý kiến, công đức xà mỹ nhân liên quan tới thế gian song toàn pháp công đức thuật vấn đề. Công đức xà mỹ nhân trước mắt, tựa hồ chỉ sẽ đối với một ít sự vật, có được bản năng phản ứng. Tỷ như giả chết, tỷ như nuốt kiếm, tỷ như gặm được cây kia quẻ bói. Suy tư đến tận đây, Tống Thư Hàng đột nhiên nhãn tình sáng lên, đúng rồi, có lẽ có thể lợi dụng nàng bản năng phản ứng. Đã nàng đối một ít sự vật hội sinh ra bản năng phản ứng. Vậy liền lợi dụng hạ điểm này. Tại là, Tống Thư Hàng đối cật qua thánh quân nói, cật qua đạo hữu, ngươi vừa liền biểu diễn một lượt công pháp của ngươi sao. Hắn không có đem cật qua thánh quân công pháp tên báo ra đến, miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết. Dù sao, có người trên người mình vỗ một cái, liền ngay cả bản thân tu luyện là bí mật gì công pháp đều biết, quá kinh dị. Biểu thị, không có vấn đề, cật qua thánh quân đạo. Tiếp đó, hắn ngay trước mặt Tống Thư Hàng. Thì triển lên thế gian song toàn pháp công đức thuật tới. Khi này bộ thần kỳ công pháp vận chuyển thời khắc, cật qua thánh quân trên thân thể hiển hiện một mảnh công đức chi quang, đem hắn thân thể khổng lồ độ thành kim sắc. Tống Thư Hàng phát hiện, cật qua thánh quân công đức chi quang cùng phổ thông tu sĩ, công đức chi quang, khác biệt, hắn công đức chi quang đã cùng thân thể hòa làm một thể, không phân khác biệt. Kể từ đó, coi như tích lũy lại nhiều công đức chi quang, cật qua thánh quân công đức chi quang cũng vô pháp cụ hiện hóa. Đây cũng là cật qua thánh quân không cách nào lại chuyển tu những công pháp khác một trong những nguyên nhân. Sau đó, cật qua thánh quân lại biểu diễn mấy loại thế gian song toàn pháp công đức thuật nguyên bộ pháp thuật. Tỷ như chiêu kia kinh điển công đức đại nhật, cùng một bộ quỷ dị quyền pháp, đặc biệt là cật qua thánh quân phì kình thân thể sử dụng quyền pháp này lúc, lộ vẻ phá lệ cổ quái. Bởi vì là biểu thị, cho nên cật qua thánh quân thi triển pháp thuật đều là điểm đến là dừng, chiêu kiệu uy lực mạnh mẽ công đức đại nhật cũng chỉ xuất hiện cái hình dáng liền tán đi. Lại thi triển nhiều loại pháp thuật phía sau cật qua thánh quân bắt đầu biểu thị bí pháp công đức hóa thân. Bất quá hắn biểu thị đến một nửa thời điểm, dừng lại thi pháp quá trình. Một chiêu này phụ thân người khác công đức chi quang, hóa thành công đức hóa thân, bí pháp, nhất định phải có người phối hợp mới được. Mà hiện trường... Có thể phối hợp hắn có vẻ như cũng chỉ có bá Tống Huyền Thánh công đức chi quang. Nhưng bá Tống Huyền Thánh công đức chi quang sơ lược quỷ dị cật qua thánh quân chúng chiêu qua một lần, trong thời gian ngắn không muốn lại chúng chiêu. Mà liền tại cật qua thánh quân sử dụng công đức hóa thân bí pháp thời điểm, Tống Thư Hàng cảm giác được sau lưng công đức xà mỹ nhân có phản ứng. Công đức xà mỹ nhân đưa tay bắt đầu thi pháp thi triển, chính là cật qua thánh quân dùng đến một nửa dừng lại, công đức hóa thân, bí pháp. Mà lại. Công đức xà mỹ nhân thi triển chính là bản đầy đủ bí pháp,
cũng không phải là cật qua thánh quân vừa rồi chỉ dùng đến một nửa loại kia. Quả nhiên, công đức xà mỹ nhân đã sớm biết cái này mấy cái pháp thuật, giống nàng trước đó sử dụng công đức đại nhật đồng dạng, là bởi vì nàng vốn là biết cái này pháp thuật, lại nhận bí đao thánh quân ảnh hưởng, lại lần nữa đốt sáng lên kỹ năng ô biểu tượng. Cật qua thánh quân thấy thế, lập tức mở to hai mắt nhìn, bá tống đạo hữu, người hẳn là cũng học qua thế gian song toàn pháp công đức thuật. Nếu không có như thế, bá tống đạo hữu vì sao có thể khống chế lấy cụ hiện hóa công đức nữ đế, sử dụng song chỉnh công đức hóa thân, thân pháp. Nhưng là, bá tống huyền thánh tu luyện rõ ràng không phải bộ công pháp kia. Chờ chút, chẳng lẽ bá tống huyền thánh đã mở ra con đường mới? Nhất định là như vậy, cho nên bản thân cây kia, quẻ bói, mới có thể cùng bá tống đạo hữu sinh ra phản ứng. Cật qua thánh quân càng nghĩ càng cảm giác có khả năng. Sau đó, đang lúc hắn suy tư ở giữa, công đức xà mỹ nhân bí pháp đã thi triển thành công, ý chí của nàng hướng phía cật qua thánh quân giáng lâm xuống dưới. Ở đây có được công đức chi quang, ngoại trừ Tống Thư Hàng bên ngoài cũng chỉ có cật qua thánh quân. Tô thị A thập lục trên người bây giờ, liền một sợi công đức chi quang đều không có. A, chờ đã, cật qua thánh quân kinh hãi, đừng giáng lâm đến trên người của ta, ta tu luyện thế gian song toàn pháp công đức thuật, trạng thái thân thể đều phát sinh cải biến. Ta công đức chi quang cùng thân thể đã dung hợp, giáng lâm đến trên người của ta sẽ rất phiền phức ốc nhật. Nói đến một nửa lúc, công đức xà mỹ nhân ý chí, đã cưỡng ép giáng lâm đến cật qua thánh quân, công đức chi quang, bên trong. Sau đó, công đức xà mỹ nhân cùng cật qua thánh quân bắt đầu đánh giằng co. Cật qua thánh quân to lớn cá voi trên người, có công đức chi quang hiển hiện, muốn ngưng tụ làm công đức xà mỹ nhân, bộ dáng. Bất quá rất nhanh, bộ phận này biến hóa lại hội cưỡng ép khôi phục. Công đức hóa thân, pháp thuật hiệu quả, hội mượn người khác công đức chi quang hiển hóa ra bản thân hóa thân. Nhưng vấn đề là, cật qua thánh quân thân thể cùng công đức chi quang là một thể. Kể từ đó, công đức xà mỹ nhân cứng rắn muốn giáng lâm, sẽ đem hắn toàn bộ thân thể, đều chuyển hóa làm công đức dậy thì. Đây chính là rất phiền phức trạng thái. Bá tống đạo hữu, nhanh giải trừ bí pháp, cật qua thánh quân đạo. Tống Thư Hàng, không ổn, lại làm trở ngại. Hắn quay đầu nhìn về công đức xà mỹ nhân. Lúc này, công đức xà mỹ nhân trên người, hiện lên bối cảnh âm nhạc, đồng phát ra một cái bá khí thanh âm cô gái, Veni. Vidi, Vici, ta đến rồi, ta nhìn thấy, ta chinh phục. Đây cũng là cái nào bộ kịch truyền hình lời kịch. Cứ như vậy, công đức xà mỹ nhân tiếp tục cưỡng ép tồi động bí pháp, muốn mạnh mẽ giáng lâm đến cật qua thánh quân trên thân. Cật qua thánh quân liều mạng chống cự, cự tuyệt công đức xà mỹ nhân ý chí giáng lâm. Cật qua thánh quân thân thể, vẫn còn cự kình trạng thái, vô cùng to lớn. Còn quại lúc, đại hải đều sôi trào, sóng lớn gào thét, Tống Thư Hàng không vững vàng thân hình, bị xung kích liên tiếp lui về phía sau. Tống Thư Hàng cười khổ, hắn trước đem Tô Thị A Thập Lục đưa vào hạch tâm thế giới, để tránh bị tác động đến. Vấn đề lại làm lớn chuyện, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy tâm thật mệt mỏi. Mỗi đến loại thời điểm này, hắn liền đặc biệt hoài niệm Bạch Tôn Giả. Nếu có gần như không gì làm không được Bạch Tôn Giả ở đây, nói không chừng có thể thuận lợi giải quyết vấn đề. Thật sự không làm được lời nói, Bạch Tiền Bối Tu cũng tốt, Bạch Tiền Bối Tu mặc dù điều kiện nhiều, nhưng cũng rất đáng tin cậy. Đang lúc Tống Thư Hàng tâm mệt mỏi không chịu nổi thời điểm, trong hư không, có một đạo không gian kẽ nứt mở ra. Sau đó, có một chân từ không gian kẽ nứt bên trong bước ra. Vị này xuyên qua không gian mà đến đại năng, còn không có hiện thân, thì có phác thiên cái địa hàn ý trước một bước tuôn ra. Trắng noãn sắc hàn ý, từ không gian kẽ nứt bên trong giáng lâm phàm là bị hàn ý tiếp xúc đến hết thảy sự vật, toàn bộ đóng băng, bao quát sóng biển. Trong nháy mắt, Tống Thư Hàng, cật qua thánh quân chỗ hải vực, bị toàn bộ đóng băng. Ha 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 ha, Thư Hàng tiểu hữu, băng phách đan, dược liệu, cô không sai biệt lắm tìm đủ. Cũng chỉ còn lại có một mực. Hiện tại cô cùng ngươi đi đem hắn mang tới, sau đó khai lò luyện đan, tốt chữa trị người bạn cũ chi nữ thương thế đi. Êm tai có tử tính thanh âm vang lên. Sau đó, Bắc Phương Đại Đế từ không gian kẽ nứt bên trong bước ra. Đại Đế vẫn là như vậy soái, khuôn mặt như băng điêu tinh xảo. Lại có hàn khí kèm ở sau lưng, hiển hóa vì mái tóc dài màu trắng bạc. Đại Đế không cười thời điểm, chính là một cái lãnh khốc hình mỹ nam. Mà khi hắn lộ ra ý cười thời điểm, phảng phất như là mùa đông dương quang, đặc biệt ấm áp lòng người. Dù sao chính là soái,
Đợi đại đế đã nhiều ngày, hắn rốt cục gom góp, băng phách đan, vật liệu. Đến mức đại đế có thể khóa chặt vị trí của mình, Tống Thư Hàng cũng không kinh ngạc. Bắc Phương đại đế, Đông Chi Điện, đều còn tại bản thân hạch tâm thế giới bên trong. Mặt khác, đại đế tới thật đúng lúc. Lấy thần lực của hắn, hẳn là có biện pháp đem cật qua thánh quân cùng công đức xà mỹ nhân tách ra. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, đang chuẩn bị hướng Bắc Phương đại đế xin giúp đỡ. Bắc Phương đại đế bước ra không gian. Tiếp đó, hắn liếc mắt liền thấy được công đức xà mỹ nhân, đại chiến, cật qua thánh quân hình ảnh. Tình hình chiến đấu nhìn qua không tốt lắm, bởi vì công đức xà mỹ nhân ở vào bị áp chế một phương. Bắc Phương đại đế trong lòng lập tức khó chịu. Lớn mật cá voi quái, dám động cô hảo hữu thăng phần trăm nhân tiên tử, muốn chết. Đại đế sầm mặt lại, không chút do dự, đưa tay một chưởng vỗ hướng cật qua thánh quân. Có thể động thủ liền tuyệt không mù tất tất, viễn cổ thời đại cường giả đều có động thủ trước lại nói thói quen. Trước đem người thu phục, có cơ hội nói lại đạo lý. Còn đánh chết, cũng không cần giảng đạo lý. Không rõ chân tướng cật qua thánh quân, không hiểu thấu nằm thương. Tống Thư Hàng thấy thế, vội vàng kêu lên, đợi chút nữa, tiền bối, hiểu lầm lớn. Nhưng mà, Bắc Phương đại đế tốc độ xuất thủ nhanh bực nào. Tống Thư Hàng lời còn chưa nói hết, đại đế một trưởng kia đã đập tới cật qua thánh quân trên người. Ba, hàn ý liền không gian đều muốn phong tỏa. Băng phong vạn dặm, cật qua thánh quân ăn một chiêu, bị băng phong thành một khối tảng băng. Lạnh thấu xương ý không nhìn phòng ngự, cưỡng ép thúc vào đến cật qua thánh quân thể nội. Thậm chí ngay cả cật qua thánh quân ý thức, đều tại một trưởng này dưới, biến chậm lụt. Cật qua thánh quân trong lòng cái kia bi thương, ủy khuất. Này lúc trong lòng của hắn có 10 vạn cái viết kép ngọa thảo, rất muốn in ra, dán đến Tống Thư Hàng cùng đại đế trên mặt. Hiểu lầm, Bắc Phương đại đế thu tay lại, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Tống Thư Hàng. Mà lúc này, bởi vì chịu một trưởng, ý thức chỉ độn cật qua thánh quân, tại trận này ý chí trong đối kháng, lập tức đã mất đi ưu thế. Ý chí của hắn bị công đức xà mỹ nhân trùng kích hoa rơi nước chảy. Hai hơi về sau, công đức xà mỹ nhân cường thế phụ thân thành công đức phân thân, bí pháp, thi triển thành công. Cật qua thánh quân cái kia to lớn cá voi thân bắt đầu chuyển biến, bất quá, thân thể của hắn cũng không có hóa thành công đức xà mỹ nhân dáng vẻ, mà là biến thành xà mỹ nhân cưỡi một đầu cự kình hình dạng. Bì bì cá voi, chúng ta đi. Chương 1159. Thân thể của ngươi không cần lãng phí giao cho ta ba. Tống Thư Hàng yên lặng nhìn qua trước mắt kỵ cá voi xà mỹ nhân, nhìn nàng chơi ngận hải dáng vẻ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết muốn làm sao hình dung. Nói đến, hắn cùng cá voi, thứ này, thật đúng là có duyên. Hắn nhà ở tại Bạch Kình Lộ, hắn có cái đạo hiệu gọi Bạch Kình Đao Khách, hắn tu luyện công pháp là Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công, bên trong cự kình thiên. Đã từng hắn kỵ qua một đầu lớn cá voi bay lượn tại Đông Hải bầu trời, hiện tại hắn công đức chi quang cũng cưỡi cự kình trên mặt biển lao nhanh. Thăng phần trăm nhân tiên tử phảng phất như là cái ham chơi hài tử, tay nàng chỉ hướng đông, tọa hạ to lớn bản bì bì cá voi liền đối đông phương một đường lao nhanh, nhấc lên một trận thủy triều. Bất quá không cần lo lắng nàng hội chạy xa, 15-16 hơi thở phía sau nàng lại hội chỉ huy cự kình lao nhanh trở về. Không sai là lao nhanh trở về. Mà không phải bơi về tới. Cật qua thánh quân bản thể tự mang 4 trảo tử, có thể lướt sóng mà đi, chạy có thể lưu. Cho nên đây là có chuyện gì, tiểu hữu có thể cùng cô giải thích một chút. Bắc Phương đại đế vuốt vuốt huyệt thái dương, hỏi. Tống Thư Hàng thở dài, sau đó đem liên quan tới, cật qua thánh quân, chuyện từ đầu đến cuối đều cùng Bắc Phương đại đế giảng thuật một lần. Bao quát đáng thương cật qua thánh quân công pháp là, bản chưa hoàn thành bản, sự. Cùng bản thân ý đồ kích hoạt công đức xà mỹ nhân bản năng phản ứng, lại không cẩn thận đem cật qua thánh quân cho hố quá trình. Bắc Phương đại đế, tiền bối, người có biện pháp đem cật qua đạo hữu cùng nàng tách ra không? Tống Thư Hàng hỏi, cô đơn đối với công đức chi pháp nghiên cứu lưu vu biểu diệt, cũng không có quá mức chỗ sâu đi nghiên cứu. Bất quá yên tâm đi, loại này, công đức hóa thân, chỉ là một loại bí pháp, có thời hạn tính. Chờ một lúc, chờ bí pháp thời gian duy trì kết thúc. Các nàng liền có thể bản thân tách ra, không cần lo lắng. Bắc Phương đại đế đạo. Tiếp đó, đại đế lại nói, kỳ thật, liên quan tới thăng phần trăm nhân tiên tử công pháp vấn đề, các ngươi có thể hỏi cô biết một chút. Tống Thư Hàng nhìn về phía Bắc Phương đại đế. Năm đó,
thăng phần trăm nhân tiên tử đồng dạng tại bát phẩm huyền thánh cảnh giới thẻ thật lâu, trên thực tế nàng đến tiếp sau công pháp, là viễn cổ thiên đình mấy vị đạo hữu đồng tâm hiệp lực, trợ nàng bổ sung hoàn thành. Cô, Chính Lâm, Tống Đầu Gỗ, Kim Long đều từng tham dự qua bản này công pháp bổ đủ quá trình. Trong đó, Kim Long có thiên phú nhất, nàng còn căn cứ thăng phần trăm nhân tiên tử công pháp, đã sáng tạo ra nhiều loại kéo dài bí pháp, trong đó có một loại bí pháp, cơ hồ có thể so với phục sinh chi pháp, liền cô đều hâm mộ Kim Long ở đây trên đường thiên phú. Bắc Phương Đại Đế Đạo, Tống Thư Hàng, Vọng Thiên thăng phần trăm nhân tiên tử công pháp, lại là viễn cổ thiên đình các đại lão giúp đỡ bổ đủ. Ngươi chừng nào thì học được cái này khẩu đam mê rồi. Cái này đam mê có độc, sớm điểm sửa lại. Bắc Phương Đại Đế liếc mắt, hắn đối cái này khẩu đam mê tương đối mẫn cảm, bên người cái kia đần rùa cả ngày Vọng Thiên, Vọng Thiên kêu, dẫn đến hắn thường thường hội không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn sang bầu trời, ngẩn người thời điểm, suy tư vấn đề thời điểm, nhàm chán thời điểm, liền sẽ đột nhiên ngẩng đầu Vọng Thiên. Đần rùa đây chẳng qua là khẩu đam mê, đại đế bản thân lại thật sự dưỡng thành, Vọng Thiên, mau bệnh. Tống Thư Hàng, ngẫu nhiên sử dụng, bởi vì cảm giác so với, ngọa nhật, ngọa thảo, loại hình ngữ khí từ, cái này, Vọng Thiên, khẩu đam mê lộ vẻ văn nhã điểm. Tốt nhất vẫn là sớm điểm sửa lại, nếu không ngày nào ngươi cũng dưỡng thành, thật Vọng Thiên, mau bệnh, cũng đã muộn. Bắc Phương Đại Đế Đạo. Thật Vọng Thiên, Tống Thư Hàng theo thói quen ngẩng đầu Vọng Thiên, lâm vào trầm tư. Bắc Phương Đại Đế, xem ra đã không cứu nổi, Thư Hàng tiểu hữu, thật Vọng Thiên, mau bệnh đã mắc. Hiện tại Thư Hàng tiểu hữu cân nhắc chuyện thời điểm, đã thành thói quen tính ngẩng đầu Vọng Thiên, lại trúng độc một cái. Nói trở lại, tiền bối kia, người có tâm tư chỉ đạo cật qua đạo hữu tiến hành xuống một giai đoạn tu luyện sao? Tống Thư Hàng hỏi. Hắn đây là cảm giác mình hố, cật qua đạo hữu, trong lòng hơi có chút không có ý tứ, tại là thay hắn hướng Bắc Phương Đại Đế hỏi một chút. Đến mức Bắc Phương Đại Đế muốn hay không giáo, vậy thì không phải là Tống Thư Hàng có thể ảnh hưởng. Tu chân giới trọng yếu nhất chính là, công pháp, muốn có được, công pháp, vậy thì phải làm tốt nỗ lực siêu giá sự vật tâm lý dự định. Dù sao, nếu như Bắc Phương Đại Đế thật sự có tâm tình chỉ đạo cật qua thánh quân, vậy cần trả ra đại giới, tự nhiên do cật qua thánh quân bản thân đi gánh chịu. Chỉ điểm tu luyện công pháp không thể được, dựa theo cô cùng đạo hữu khác ước định, cái này đến tiếp sau công pháp chỉ có thăng phần trăm nhân tiên tử có được truyền thụ cho quyền lực, cô cùng Kim Long, Tống Đầu Gỗ mấy cái người hợp tác. Chỉ có thể sử dụng bộ phận công đức bí pháp, hoặc tại trên cơ sở khai phát cần bí thuật. Bất quá cô có thể chỉ điểm một chút cái này lớn cá voi quái, chỉ đạo hắn tu luyện bí pháp chính xác đường lui. Bắc Phương Đại Đế khẽ cười nói. Dứt lời, hắn nhìn qua xa xa, cật qua thánh quân. Cái này ra hỏa tu luyện là thế gian song toàn pháp công đức thuật, nhục thân cùng công đức chi quang hòa làm một thể, toàn thân là bảo. Đáng tiếc kỳ thật, nếu như chia mấy nồi để nấu càng tốt hơn. Thịt kho tàu, tê cay, hơi cay đều được. Bắc Phương Đại Đế Đạo. Tống Thư Hàng. Sáng sớm, mặt trời mới mọc dâng lên, chói mắt mặt trời lại bắt đầu vô tư tản ra nó ánh sáng cùng nhiệt. Công đức rắn mỹ lệ người cùng cật qua thánh quân rốt cục tách rời. Tống Thư Hàng cùng Bắc Phương Đại Đế ngồi ở một chỗ băng đảo bên trên, một mực từ rạng sáng trở đến hiện tại. Băng đảo là Bắc Phương Đại Đế trực tiếp dùng hàn ý ngưng tụ ra. Rốt cục tách ra. Bí thuật này kéo dài thời gian hơi dài. Bắc Phương Đại Đế Đạo. Tống Thư Hàng, tóm lại, tách ra liền tốt. Kỳ thật, hắn ngược lại hy vọng công đức xà mỹ nhân cùng cật qua thánh quân hợp thể trạng thái có thể lâu hơn một chút. Từ rạng sáng lên, hắn vẫn tại hướng Bắc Phương Đại Đế thỉnh giáo một số trên việc tu luyện vấn đề nhỏ. Bắc Phương Đại Đế có thể là nhàn rỗi nhàm chán, cũng có thể là xem ở thăng phần trăm nhân tiên tử trên mặt mũi, từng cái cho Thư Hàng giải đáp. Mấy giờ ở chung xuống tới, Tống Thư Hàng thụ ích lương đa. Ngoại trừ dưới mông bởi vì hàn ý mà có chút mát mẻ mát bên ngoài, cái khác không có mau bệnh. Công đức xà mỹ nhân bí pháp kết thúc, thân thể của nàng từ cật qua thánh quân, trên người rời đi, trở về Tống Thư Hàng sau lưng. Cật qua thánh quân hình thể, công đức chi quang không ngừng phụt ra hút vào. Hơn nửa ngày phía sau công đức chi quang mới ổn định lại, cật qua thánh quân thân thể cũng khôi phục như lúc ban đầu. Xem ra cả hai đều không có dị dạng, Tống Thư Hàng trong lòng yên tâm một số. Hắn lại xoay đầu lại, nhìn sau lưng công đức xà mỹ nhân một chút. Sau một khắc, hắn khóe mắt có chút co lại. Trước đó công đức xà mỹ nhân trở về lúc, Tống Thư Hàng không có chú ý nhìn, bây giờ quay đầu xem xét lúc, phát hiện công đức xà mỹ nhân lại phát sinh biến hoa.
đuôi rắn bộ phận lại đi xuống rời một đoạn. Nguyên bản tại kinh lịch, huyền thánh giảng pháp, công đức gia trì phía sau xà mỹ nhân đuôi rắn đã cởi đến phần eo, vừa vặn lộ ra nàng đáng yêu bụng nhỏ tề. Mà bây giờ, đuôi rắn lại đi xuống rời một chút xíu, ở vào điểm chết người nhất tiêu chuẩn. Bất quá đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là đuôi rắn phía dưới, thêm một cái mini phì kình. Cùng sư tử dẫm tú cầu cái chủng loại kia tú cầu không xê xích bao nhiêu. Xà mỹ nhân cái đuôi có chút quăn xoắn, cuộn tại mini phì kình trên người. Cái kia mini phì kình nhìn qua rất đáng thương. Vọng thiên, không phải là cật qua huyền thánh thân thể một bộ phận, bị quất tới đi. Tống Thư Hàng lo lắng nói. Bắc Phương Đại Đế đồng dạng nhìn lướt qua công đức xà mỹ nhân biến hóa, nói yên tâm đi, bị rút ra tới được chỉ là đơn thuần một bộ phận công đức chi quang, cũng không bổ sung linh hồn hoặc là ý thức, đối tiểu hữu mà nói là vô hại. Bộ phận này, coi như là cái này cá voi quái học phí một bộ phận đi. Bắc Phương Đại Đế chuẩn bị vươn ngón tay đạo cật qua, dĩ nhiên không phải vô tư chỉ đạo, khẳng định phải thu lấy để Đại Đế bản thân thỏa mãn học phí. Đang khi nói chuyện, phía trước cật qua thánh quân con mắt bắt đầu chậm rãi mở ra. Bí pháp cuối cùng kết thúc sao? Ta cảm giác mình phải chết đồng dạng, cật qua thánh quân cười khổ nói. Hắn xem như sợ bá tống đạo hữu, đối phương thi triển, công đức hóa thân, bí pháp lúc, căn bản không cần hắn phối hợp. Tựa hồ, tại thế gian song toàn pháp công đức thuật bản này công pháp bên trên, đối phương chiếm cứ lấy, thượng vị, mà chỗ hắn tại, hạ vị. Không có ý tứ, cật qua đạo hữu. Vừa rồi xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn, Tống Thư Hàng đạo, cật qua thánh quân cười khổ. Bất quá, ta mời một vị tiền bối tới, vị tiền bối này nguyện ý chỉ điểm bạn. Tống Thư Hàng quay người, đem Bắc Phương Đại Đế giới thiệu cho cật qua thánh quân. Cật qua thánh quân ngắm nhìn Bắc Phương Đại Đế, chỉ một chút, cũng cảm giác trong lòng một trận kiềm chế. Đối phương chỉ là đứng ở nơi đó, liền khí thế đều không có phóng thích, nhưng ở cật qua thánh quân cảm ứng bên trong. Đối phương phảng phất là đỉnh thiên lập địa cự nhân, mà đảo nhỏ lớn bản thân so sánh phía dưới, lại phảng phất loài bò sát đồng dạng nhỏ bé. Hắn có ấn tượng, trước đó chính là vị này thần bí tiền bối, vừa ra trận, một trưởng đem hắn đập choáng. Thực lực này, đơn giản sâu nổ. Cửu phẩm kiếp tiên thậm chí càng mạnh. Cô hỏi ngươi, ngươi tu luyện thế nhưng là thế gian song toàn pháp công đức thuật. Bắc Phương Đại Đế bình tĩnh nhìn qua cật qua thánh quân, dò hỏi. Cật qua thánh quân đáp, như tiền bối nói, chính là thế gian song toàn pháp công đức thuật. Cô hoàn toàn chính xác có thể chỉ đạo ngươi bước tu luyện tiếp theo, mặc dù không thể trực tiếp đem đến tiếp sau công pháp truyền thụ cho ngươi, nhưng lại có thể truyền thụ cho ngươi chính xác tu luyện mạch suy nghĩ, để ngươi đột phá cảnh giới không thành vấn đề. Còn sau khi đột phá, ngươi nếu muốn đạt được đến tiếp sau công pháp, cũng không phải không có cơ hội. Như vậy, ngươi chuẩn bị kỹ càng đại giới sao? Bắc Phương Đại Đế tất tiếp tục nói. Cật qua thánh quân trong lòng hơi động, chỉ cần có thể đột phá bây giờ cảnh giới trói buộc, coi như nỗ lực toàn bộ gia sản, vãn bối cũng ở đây không tiếc. Rất tốt, giác ngộ không tệ. Bất quá, cô cũng không cần tất cả của ngươi bộ gia sản. Bắc Phương Đại Đế nói, cô cần, là ngươi một thân tinh huyết, toàn bộ. À, cật qua thánh quân một mặt mộng bức. Không cần kinh hoàng, bởi vì ngươi nếu muốn tiến thêm một bước nhục thân chỉ là một cái vướng víu. Muốn bước vào cửu phẩm cảnh giới. Người bộ thân thể này nhất định phải bỏ qua. Đã như vậy, toàn thân tinh huyết liền giao cho cô đi, không cần lãng phí. Bắc Phương Đại Đế đạo. Cật qua thánh quân lập tức bắt đầu trầm mặc. Bỏ qua nhục thân. Nhục thân là tu sĩ cực kỳ trọng yếu một bộ phận, nhưng nhục thân bỏ qua phía sau còn thế nào tu luyện. Vị tiền bối này, thật là muốn chỉ đạo hắn tu luyện. Mà không phải ham thân thể của hắn. Chương 1160. Tống tiểu hữu ngươi hôm nay vận khí rất tốt. Cật qua huyền thánh sẽ như vậy muốn cũng rất bình thường. Dù sao hắn người mang thần thú huyết thống, bát phẩm cảnh giới hắn, trong mắt rất nhiều tu sĩ, chính là sẽ đi động thiên tài địa bảo. Trước kia hắn tu vi còn thấp thời điểm, đánh qua hắn chủ ý tu sĩ cũng không ít. Bất quá, những cái kia đánh hắn chủ ý ra hỏa, đều đã trải qua thảm bị bánh xe lịch sử nghiền ép, ngay cả cặn cũng không còn lại. Không chỉ có là cật qua thánh quân nghĩ như vậy liền bên trên Tống Thư Hàng đều đang hoài nghi, Bắc Phương Đại Đế có phải hay không thèm ăn, muốn ăn tê cay bí chế, phi kình đại yến cho nên viện cái cớ đến lắc lư cật qua thánh quân. Dù sao vừa rồi, hắn liền nghe Bắc Phương Đại Đế thì thào lẩm bẩm mấy nồi để nấu, hấp, thịt kho tàu, tê cay, hơi cay, loại hình. Cho nên, Tống Thư Hàng nghĩ sai cũng rất bình thường.
Bắc Phương Đại Đế nhìn Trầm Mặc cá voi cật qua một chút, lập tức liền có thể đoán ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Chớ loạn tưởng cô nếu quả như thật muốn lấy tính mạng của ngươi, đưa tay đâm một cái liền có thể đưa ngươi chém giết. Đến lúc đó, không chỉ có thể đưa ngươi toàn thân tinh huyết phóng quang, còn có thể lắp xong mấy ngụm nồi lớn, nấu xong mấy loại khác biệt khẩu vị. Mà lại, ngươi căn bản liền chạy trốn cơ hội đều không có. Bắc Phương Đại Đế lười biếng nói. Nếu không phải xem ở Tống Thư Hàng tiểu hữu cùng thăng phần trăm nhân tiên tử trên mặt mũi, hắn mới lười chỉ điểm cái này cá voi yêu. Bát phẩm cá voi yêu tinh huyết mặc dù chân quý, nhưng đối với Bắc Phương Đại Đế tới nói, cũng chỉ là, vừa mới đủ thượng tuyến hợp lệ, có tư cách tiến vào hắn bảo khố. Cái này cá voi quái tu luyện đại công đức, thiện hạnh vô số, chém giết sẽ có rất nhiều phiền phức. Nhưng nếu là Bắc Phương Đại Đế một lòng muốn máu tươi của nó, chỉ đem hắn đánh ngất xỉu, lấy điểm tinh huyết tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Thả lấy máu, hữu ích thân thể khỏe mạnh nha. Cật qua thánh quân nghe vậy, lập tức lệ rơi đầy mặt. Tốt đơn giản thô bạo lý do, nhưng vị tiền bối này giảng không có mau bệnh. Đối phương xuất hiện lúc, tiện tay một trưởng liền đem hắn băng phong, đánh mất đi ý thức. Nếu như đối phương thật sự muốn chém giết hắn, chỉ sợ cũng chỉ dùng một chiêu, liền có thể để hắn biến thành một đầu chết cá voi. Tiền bối, một bước cuối cùng thật sự phải bỏ qua nhục thân. Mỗi một vị kiếp tiên, đều muốn bước ra một bước này sao? Cật qua thánh quân hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên không có khả năng, đối với đại bộ phận chính thống tu sĩ tới nói, nhục thân thế nhưng là rất trọng yếu một vòng, thậm chí quan hệ đến có thể hay không chứng đạo trường sinh. Nhưng người tu luyện là thế gian song toàn pháp công đức thuật, bộ công pháp kia đi đường đi cùng chính thống con đường tu luyện hoàn toàn khác biệt thế gian song toàn pháp công đức thuật địa vị rất lớn, bộ công pháp kia trên thực tế còn kết hợp hương hỏa chi đạo. Tu luyện tới bát phẩm đỉnh phong lúc, nhục thân cùng công đức chi quang cơ hồ hòa làm một thể. Nhưng là, chính người hẳn là có thể cảm ứng ra đến, nhục thân chung quy là nhục thân, cũng không có chân chính hóa thành công đức chi quang, người vẫn là hội đổ máu, hội thụ thương. Mà lúc này đây, người còn muốn càng tiến một bước, nhục thân liền thành trói buộc. Bắc Phương Đại Đế ngẩng đầu vọng thiên, giải thích nói. Cật qua thánh quân trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, khi tu luyện tới bát phẩm đỉnh phong phía sau mặc dù nhục thân cùng công đức chi quang phảng phất đã hòa làm một thể. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn là hội thụ thương, hội đổ máu. Mà lại trong lúc mơ hồ, hắn cũng có một loại dự cảm, hắn cảm giác mình nhục thân, tựa hồ có chút dư thừa. Nhưng là, bỏ qua nhục thân loại chuyện này, quá vi phạm trước mắt tu luyện chủ lưu. Trước kia căn bản không có người cùng hắn nhắc qua, chính hắn càng là liền muốn đều khó có khả năng suy nghĩ. Không bỏ qua nhục thân, liền không cách nào bước ra một bước cuối cùng sao? Cật qua thánh quân đắng chát hỏi. Nhục thể của hắn, có được thần thú huyết thống, hạng gì cường hãn? Có thể nói, hắn coi như không sử dụng công đức bí pháp, chỉ là hiện ra nguyên hình, dựa vào nhục thân man lực cùng cường độ, liền có thể quét ngang rất nhiều cùng cảnh giới địch nhân. Thật muốn bỏ qua, hắn thoáng có chút không nỡ. Nhục thân cũng không phải quần áo, thoát còn có thể mặc trở về, nhục thân buông tha nhưng là không còn. Bắc Phương Đại Đế bình tĩnh nói, cô có thể khẳng định nói cho ngươi, không sai. Không bỏ qua nhục thân, ngươi liền vĩnh viễn ở tại bát phẩm huyền thánh cảnh giới đỉnh cao. Người bộ công pháp này, tên là thế gian song toàn pháp công đức thuật, từ mặt ngoài đến xem, ý tứ của nó dường như, một bộ song toàn công đức chi pháp. Nhưng là, hắn ý tứ chân chính là, thế gian an đắc song toàn pháp chi ý. Lựa chọn tu luyện cái này quyển công pháp, liền không cách nào lưỡng toàn tề mỹ. Bắc Phương Đại Đế lại nói, cô trước đó nói qua, sáng tạo bộ này thế gian song toàn pháp công đức thuật cái vị kia, địa vị cực lớn, lớn đến vượt qua tưởng tượng của ngươi. Chân chính là đứng ở chư thiên vạn giới người tu luyện đỉnh phong nhân vật. Mà vị kia, sáng tạo ra một quyển này công pháp phía sau lại đứng ở, đệ bát phẩm cảnh giới. Lấy thực lực của hắn, đem công pháp hoàn thiện đến đệ cửu phẩm cảnh giới cũng là tiện tay mà thôi nhưng là, đệ cửu phẩm cảnh giới công pháp, hắn không hài lòng. Hoặc là nói, liền hắn cũng vô pháp sáng tạo ra bảo tồn nhục thân, tấn thăng cửu phẩm phương pháp. Đây cũng là cô cùng mấy vị đạo hữu xâm nhập nghiên cứu cái này thế gian song toàn pháp công đức thuật phía sau cho ra suy luận. Môn công pháp này người sáng tạo là ai? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Hắn xem xét kết quả bên trong, liên quan tới, người sáng tạo, tin tức, nhận che đậy. Cô đã giảng vô cùng rõ ràng, đứng ở chư thiên vạn giới người tu luyện đỉnh phong tồn tại, còn cần cô lại tiếp tục giảng hiểu hơn sao? Bắc Phương Đại Đế mỉm cười. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động.
đứng ở chư thiên vạn giới người tu luyện đỉnh phong tồn tại, chẳng lẽ là thiên đạo? Bởi vì theo Bắc Phương Đại Đế ngữ khí đến xem, liền xem như phổ thông trường sinh giả, nhưng không cách nào trở thành Bắc Phương Đại Đế trong miệng, đứng ở chư thiên vạn giới người tu luyện đỉnh phong, tồn tại. Lần nữa, cũng cần phải là nho gia, thánh nhân, một cái kia cấp độ tồn tại. Mặc dù không có trở thành thiên đạo, nhưng hoành ép một thế, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, để những người khác trường sinh giả đều tâm phục khẩu phục. Cô thời gian cũng không phải là rất nhiều, như vậy đi, cho ngươi ân 3 ngày tả hữu thời gian cân nhắc đi. Nếu như ngươi nghĩ thông suốt, quyết định tốt, liền thông qua Tống Tiểu Hữu liên hệ cô đi. Đến lúc đó, cô hội chỉ điểm ngươi bỏ qua nhục thân chi pháp, chỉ để ngươi có nắm chắc tấn thăng cửu phẩm. Bắc Phương Đại Đế đạo. Đại Đế cũng là rất quan tâm, dù sao phải bỏ qua chính là nhục thân, loại chuyện này cần thời gian hảo hảo đi cân nhắc. Còn nữa, cái này cự kình thọ nguyên còn dài đằng đẵng. Không có muốn tới liều mạng một lần cảnh giới, nhất định sẽ có càng nhiều lo lắng. Không cần đợi, xin tiền bối dạy ta. Lúc này, Cật Qua Thánh Quân đột nhiên hạ quyết tâm nói. Không còn nghĩ thêm đến, cũng đừng nhất thời xúc động. Một khi chân chính bắt đầu bỏ qua nhục thân phía sau liền không có cơ hội hối hận. Bắc Phương Đại Đế bình tĩnh nói. Không cần đợi thêm, ý ta đã quyết. Có lẽ, đây là ta cả một đời cơ hội duy nhất, bỏ qua. Ta nói không chừng rốt cuộc không có cơ hội tiếp xúc đến tấn thăng cửu phẩm biện pháp. Cật Qua Thánh Quân cắn răng nói. Bắc Phương Đại Đế nhìn qua hắn, ngược lại là cô xem thường ý chí của ngươi. Cái này cá voi yêu tu luyện thế gian xong toàn pháp công đức thuật, lại vừa vặn gặp gỡ Tống Thư Hàng tiểu hữu, ngược lại lại gặp gỡ hắn, không chỉ là hữu duyên đơn giản như vậy, trong đó càng bởi vì hắn tự thân đối cảnh giới cao hơn khát vọng cùng truy cầu. Mặc dù muốn tán dương ý chí của ngươi, bất quá như ngươi loại này tính cách rất dễ dàng bị người lừa gạt. Bắc Phương Đại Đế lại bổ sung. Cật Qua Thánh Quân. Tống Thư Hàng, nếu như Bắc Phương Đại Đế thật sự đang lừa dối cá voi, cái kia Cật Qua Thánh Quân tuyệt đối đã bị dao động què rồi. Đã ngươi đã quyết định, vậy thì bắt đầu lấy máu đi. Bắc Phương Đại Đế đạo. Cật Qua Thánh Quân, hiện tại trước hết đem ta trong thân thể tinh huyết khô. Loại hành vi này, có loại muốn tự sát đuổi chân. Cô chỉ nói là lấy máu, cũng không có nói khô tinh huyết. Cô phải dùng máu của ngươi, vì ngươi khắc họa một tòa đại trận. Ngươi cho rằng bỏ qua nhục thân quá trình này là tự sát, tùy tiện liền có thể hoàn thành sao? Quá trình này rất là phức tạp, nếu không phải cô lựa chọn xuất thủ tương trợ, bằng thực lực của chính ngươi, chỉ là cấu vẽ tòa đại trận này, liền muốn mấy năm công phu. Bắc Phương Đại Đế đáp. Nói xong, hắn lại đối Tống Thư Hàng nói, một hồi đại trận sau khi hoàn thành. Cô cho ngươi lưu cái trận nhãn. Chờ cái này đại kình bỏ qua nhục thân thời điểm, ngươi đứng ở trên mắt trận đi, có ngươi diệu dụng. Không ảnh hưởng trận pháp sao? Tống Thư Hàng hỏi như thế thoải mái sự tình, lại bị hắn nhặt được. Yên tâm đi, sẽ không thụ ảnh hưởng. Toàn bộ đại trận bản thân thì có mấy cái trận nhãn, có thể hưởng thụ diệu dụng, không dùng thì phí. Lúc trước thăng phần trăm nhân tiên tử bước ra một bước này lúc, cô cùng mấy vị đạo hữu liền chiếm cứ lấy từng cái trận nhãn. Bắc Phương Đại Đế đạo. Có mấy cái trận nhãn, tiền bối kia, ta có thể để mấy người đi ra không? Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên. Bắc Phương Đại Đế, ở đâu? Thời gian cấp bách, quá xa cũng không cần kêu, cô vẽ trận rất nhanh. Ngay tại ta cái này đâu, tùy thời có thể đi ra. Tống Thư Hàng đạo đồng thời, hắn còn nghĩ tới Đông Chi Điện bên trong đang đóng cái kia thất phẩm tôn giả. Một lát nữa đợi, Cật Qua Thánh Quân, sự tình sau khi kết thúc. Cái này thất phẩm tôn giả cũng có thể mời đại đế xuất thủ xử lý. Thỏa. Vậy được, người dẫn bọn hắn đi ra, cô một hồi vẽ xong trận pháp, an bài các ngươi chỗ đứng. Bắc Phương Đại Đế đạo. Cật Qua Thánh Quân. Hắn đột nhiên có loại bản thân muốn bị đưa lên bàn ăn, sau đó một đám người vây quanh hắn hưởng dụng phúc lợi ảo giác. Loại cảm giác này, tốt phi diệu. Sau đó, Cật Qua Thánh Quân bắt đầu đàng hoàng lấy máu, chỉ là phổ thông lấy máu. Đối với hắn thân thể không có cái gì tổn thương. Lấy hắn bát phẩm tu vi, chảy mất máu nháy mắt liền sẽ lập tức khôi phục. Bắc Phương Đại Đế vừa bắt đầu dùng pháp khí tiếp máu, một bên khác bắt đầu ở trên mặt biển ngưng tụ tầng băng, bố trí xuống đại trận. Tống Thư Hàng đem Tô Thị A Thập Lục, Tiểu Thải, thì thậm chí ngay cả Thông Nương đều triệu hoán đi ra, ở tại tầng băng bên trên, ngồi đợi Đại Đế phát phúc lợi. Công đức xà mỹ nhân, giẫm, lấy tiểu xảo phi kinh. Phù sau lưng Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng chúng độc ngẩng đầu vọng thiên, đang trầm tư. Cũng không phải là đang suy nghĩ tê cay vẫn là hấp,
mà là tại cân nhắc bản thân Phỉ Kình Hư Đan cùng Cật Qua Thánh Quân ở giữa có cái gì liên hệ. Cật Qua đạo hữu, người có nghe hay không qua, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Tống Thư Hàng quyết định trực tiếp hướng người trong cuộc hỏi thăm. Dù sao, Cật Qua Thánh Quân bản thể cùng hắn Phỉ Kình Hư Đan quá tương tự. Hơi có nghe thấy, là tam thập tam thú thần tông trấn phái công pháp đi. Bất quá hơn 100 năm trước, tam thập tam thú thần tông liền bị diệt môn. Cật Qua Thánh Quân thuận miệng đáp. Lúc này Bắc Phương Đại Đế xoay người nói, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cự kình thiên, chính là lấy cái này đại kình thể nội huyết thống thủy tổ, làm nguyên mẫu cấu tạo. Cho nên nói, Tống Tiểu Hữu, người hôm nay vận khí rất tốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 83.